nói về cái cập nhật quản lý số thứ tư trên không do tăng áp lực từ mặt cửa. Và chúng ta biết rằng số thứ tư hóa trên là một cấp cứu nội khoa và tỷ lệ tử vong thì vẫn còn cao. Tới đây anh năm 2011 chiếm khoảng từ 3 đến 10%, tại bệnh viện Chợ Rẫy năm 2003 thì chiếm 10,3%, và tại bệnh viện Nhân dân Gia đình năm 1998 là 13,8%, và đến năm 2020 thì còn lại 9,1%. Như vậy trong cái thời kỳ vừa qua với 2 năm đại dịch Covid thì cái Covid này thì chủ yếu là gây đường nhiễm trùng đường hô hấp, tuy nhiên nó vẫn có những cái triệu chứng đường tiêu hóa, đó là buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy chiếm từ 16 đến 35%, và có rất nhiều trường hợp xuất huyết tiêu hóa do rất đại tràng trong cái dịch Covid. Ngoài cái vấn đề mà chúng ta sử dụng cái thuốc hoạt huyết thì ngoài ra còn có không sử dụng hoạt huyết nó vẫn gây ra tràn xuất huyết tiêu hóa, và cho đến ngày hôm nay thì chưa có xác định được nguyên nhân, nhưng mà người ta nghĩ rằng đây là một cái thiếu máu cục bộ gây ra. Và xuất huyết tiêu hóa do rất gây tới tràn có nguy cơ cao đối với nhu cầu can thiệp trên 50%. Và trong trường hợp mà SARS-CoV-2 mà gây ra tràn viêm phổi mà chảy máu trên trường hợp những trường hợp này thì đây là một thách thức cho các vấn đề điều trị. Như vậy đối với nguyên tắc mà hồi sức cấp cứu chúng ta vẫn thực hiện theo cái bốn cái bước. Thứ nhất thì chúng ta phải hồi sức chống sốc, thứ hai là nội soi khi nào và chúng ta phải cầm máu qua nội soi, thứ ba là chúng ta phải dùng cái BA liều cao để phòng ngừa tái xuất huyết, và thứ tư là chúng ta sẽ chỉ định can thiệp BA và phẫu thuật khi mà điều trị nội soi thất bại. Về cái hồi sức chống sốc thì đứng trước một bệnh nhân khi vào cấp cứu thì chúng ta sẽ làm gì? Đầu tiên chúng ta phải phân tầng cái nguy cơ, và hiện nay tất cả những cái lai tất cả những cái chuyên gia đầu ngành trên thế giới đã sử dụng cái thang điểm platform để đánh giá. Thì khi mà thang điểm platform mà trên một điều đó chứng tỏ rằng chúng ta phải cần can thiệp và tỷ lệ tử vong rất là cao, và cái độ nhạy là 99% và độ đặc hiệu là 33%. Như vậy hiện nay đến cái guideline mới nhất năm 2021 của ACG của Mỹ cũng như là Hội Tiêu Hóa và Nội soi của châu Âu cũng đề nghị chúng ta sẽ sử dụng cái phân tầng cái nguy cơ trước khi nội soi, đó là dựa vào thang điểm platform. Khi thang điểm platform mà có chỉ số từ 0 đến 1, tức nghĩa là nguy cơ tử vong và can thiệp trong vòng 30 ngày rất là thấp. Do đó những trường hợp này chúng ta cũng không cần cho nhập viện, chúng ta chỉ theo quản lý tại điều trị nội trú. Đối với hiện nay thì cái thang điểm này thì rất nhiều thông số, nhưng có lẽ là đối với những bác sĩ ra trường hay là những bác sĩ đã hành nghề thì rất công việc rất là nhiều, do đó mình không cần nhớ. Nhưng mà hiện nay đã có cái app và cái platform trên mạng mà chúng ta chỉ download về để điện thoại di động, và chúng ta chỉ nhập những thông số và chúng ta sẽ đã được cái và cái app này đã tính luôn cái số điểm, và chúng từ đó chúng ta sẽ có một cái phương hướng để xử trí kịp thời. Thứ hai là chúng ta phải cái hồi sức chống sốc như thế nào. Thì đối với hồi chống sốc thì đầu tiên chúng ta phải đánh giá ban đầu là tất cả phải hỏi bệnh sử lâm sàng và xét nghiệm. Đầu tiên chúng ta phải hỏi bệnh nhân có sử dụng cái thuốc kháng đông hay không, có sử dụng cái thuốc cái tập tụ cầu kép hay không. Tại vì hiện nay cái tỷ lệ mà bệnh lý tim mạch, bệnh lý về van tim thì rất là nhiều, do đó một số bệnh nhân đã sử dụng từ những cái thuốc này và chúng ta phải cần quan tâm. Tiếp thứ hai chúng ta phải hồi sức. Hồi sức chúng ta dựa vào cái ABC, tức nghĩa là cái đường thở. Chúng ta phải bao vệ đường thở, đó là cho bệnh nhân đầu thấp và nằm đầu nghiêng một bên. Chúng ta nằm đầu thấp mục đích là đối với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa thì đã thiếu máu rồi, đã huyết áp thấp rồi, chúng ta phải nằm thấp, đầu thấp để bảo vệ cái não. Và thứ hai ta nằm đầu nghiêng để tránh trường hợp bệnh nhân ói mửa nhiều mà chúng ta hít vào nó sẽ gây ra tình trạng là cái nghẹt thở, nghẹt cái đường thở, hoặc là bệnh nhân sẽ viêm phổi hít sau này. Thứ hai là cái hô hấp chúng ta sẽ cái nhịp thở cái đều đặn hay không, cái nhẹ nhàng hay không, và cái đảm bảo độ bảo hòa oxy là FEV2 phải trên 90%. Và thứ ba là cái tuần hoàn, thì chúng tất cả những bệnh nhân nhập viện chúng ta phải thành lập 2 cái đường truyền tĩnh mạch, đó là ưu tiên cho những cái dịch là cái dịch là tinh thể, đó là các cái capillary hoặc là ringer lactate, và đồng thời chúng ta phải truyền máu làm sao để đạt được cái huyết áp tâm thu lớn hơn 100 mm trên ngăn, nhịp tim phải nhỏ hơn 100 lần trên phút và nước tiểu phải lớn hơn hoặc bằng 40 mL/giờ. Đối với một cái nghiên cứu người ta nhận thấy rằng nếu chúng ta mà hồi sức mà cấp cứu mà nó tốt nghe là hiệu quả thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ tử vong. Như vậy đây là một cái nghiên cứu năm 2004 mà người ta chia làm 2 cái nhóm, một cái nhóm là quan sát, có nghĩa là đối với những cái người này đó, những cái người này thì vẫn hồi sức theo một cái quy trình bình thường, và cái nhóm thứ hai là cái nhóm này là chúng ta sẽ can thiệp làm sao nó hồi sức nhanh hơn. Và giữa mỗi nhóm thì có 36 bệnh nhân,
và tất cả những bệnh nhân này nó sẽ tương đồng với nhau về tuổi, giới và cái bệnh lý nền. Và người ta nhận thấy rằng đối với cái khi mà chúng ta hồi sức mà thành công, cũng như mà huyết áp được ổn định, đối với cái nhóm quan sát á, cái nhóm mà không có can thiệp thì nó mất là 260 phút, trong khi đó cái nhóm can thiệp là nó mất là 111 phút. Và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Thứ hai là chúng ta phải nâng cái hematuric lên 28%, thì cái nhóm mà không có can thiệp là mất 243 phút, trong khi đó cái nhóm mà can thiệp thì có mất 188 phút, và sự khác biệt này cũng có nghĩa thống kê. Và chúng ta đưa cái yếu tố đông máu về bình thường là INA nhỏ hơn 1.8, thì cái nhóm mà mình chỉ không can thiệp là mất 277 phút, còn cái nhóm mà chúng ta can thiệp tích cực thì nó chỉ có là 213 phút, và cái sự khác biệt này cũng có thể nghĩa thống kê. Còn đối với nội soi thì tất cả các bác sĩ đều cho nội soi trong vòng nội soi sớm với nhà trong vòng từ 6 đến 24 giờ. Như vậy kết quả người ta nhận thấy rằng đối với cái nhồi máu cơ tim và cái tỷ lệ tử vong thì nó sẽ giảm đối với cái nhóm mà chúng ta hồi sức sớm. Do đó mà đối với trong trường hợp này chúng ta nên cái hồi sức kích động tích cực càng sớm càng tốt, và là giảm được tỷ lệ tử vong đáng kể. Cái thứ hai là một cái phân tích tổng hợp gồm các 11 nghiên cứu với 1.482 bệnh nhân, thì chúng ta mà và cái hồi sức mà sớm thì giảm được tỷ lệ tử vong, giảm được biến chứng sau phẫu thuật và hạn chế được cái ARDS. Như vậy đó là cái vấn đề chúng ta sẽ hồi sức. Như vậy trong đó cái truyền hồng cầu là có rất là quan trọng trong vấn đề mà điều trị cho những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa. Như vậy trong vấn đề truyền máu thì chúng ta sẽ có hai cái cách truyền, một là truyền máu hạn chế khi em nhỏ hơn 7 gram trên decilit, hoặc là nhỏ hơn 9 gram trên decilit cho những trường hợp truyền máu tự do, cho những cái bệnh nhân mà không có lớn tuổi, cũng không có bệnh nền, cũng không có bệnh lý tim mạch hay là những cái bệnh lý khác. Thì đây một phân tích gộp với 5 cái RCT với một cơ bản là 1.900 bệnh nhân, thì ta thấy rằng đối với chúng ta truyền máu hạn chế, cái nghĩa là cái hemoglobin nhỏ hơn hoặc bằng 7 thì chúng ta truyền thì giảm được cái tỷ lệ tử vong, giảm được tỷ lệ tiền mất tế khác. Còn đối với một cái phân tích gộp gồm 31 nghiên cứu RCT với 12.500 bệnh nhân, thì đối với tất cả những bệnh nhân này trên 60 tuổi hoặc là có bệnh lý đi kèm như là bệnh lý tim mạch cấp tính hay mạng tính, thì chúng ta truyền máu hạn chế thì hemoglobin nhỏ hơn 8 gram trên decilit thì nó giảm được tỷ lệ tử vong trong nội viện, và sự khác biệt này có nghĩa thống kê. Nhưng mà cái tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày thì không có sự khác biệt thống kê. Do đó mà trong cái guideline mới nhất năm 2021 của ICG của Mỹ hay là của ESG của châu Âu thì đã đưa ra một cái khuyến cáo thì chúng ta nên chỉ định truyền máu khi hemoglobin nhỏ hơn 7 gram trên decilit, và cái hemoglobin mục tiêu đó là từ 7 đến 9 gram trên decilit. Còn đối với những bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, những bệnh lý cấp mạng tính hay là cấp tính, thì chúng ta có chỉ định truyền máu khi hemoglobin nhỏ hơn 8 gram trên decilit, và cái hemoglobin mục tiêu đó là từ 9 đến 10 gram trên decilit. Và đồng thời khi chúng ta truyền máu, chúng ta cũng phải quan tâm đến với chính là yếu tố đông máu, và cái mục tiêu chúng ta sau đạt yêu cầu lớn hơn 50.000 và INA phải nhỏ hơn 1.5. Vấn đề quan trọng hiện nay thì đối với những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, chúng ta phải hỏi cái bệnh nhân có sử dụng aspirin hay không, hoặc là bệnh nhân có đang sử dụng cái thuốc chống kết tục của đầu kép hay không, và chúng ta có sử dụng thuốc kháng đông khác hay không. Như vậy đối với hiện nay thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà sử dụng những cái thuốc chống đông này cũng khá cao. Như vậy đối với trường hợp mà bệnh nhân đang dùng thuốc aspirin thì là như thế nào? Thì đến năm 2009 thì có một nghiên cứu đối với bệnh nhân mà đang sử dụng cái aspirin mà có để phòng ngừa cái biến chứng thứ phát do nhồi máu cơ tim mà có xuất huyết tiêu hóa, thì cái nghiên cứu này với cái cơ bản là 102 bệnh nhân, và người ta chia làm hai nhóm. Cái nhóm mà sau khi cầm máu qua nội soi tiếp tục điều trị aspirin là có 38 bệnh nhân, và cái nhóm mà ngưng cái aspirin là 64 bệnh nhân. Thì trong cái nghiên cứu này người ta đánh giá về cái tỷ lệ chuyển máu trong vòng 30 ngày, đơn vị số đơn vị truyền máu, cũng như là cái nhồi máu tái phát trong vòng 30 ngày, hay tỷ lệ tử vong trong vòng 30 ngày, hay là cái thời gian nằm viện, thì rõ ràng cả hai cái nhóm này không có sự khác biệt trong nghiệm ok. Tuy nhiên có một nghiên cứu rất là lớn, và một cái nghiên cứu đây là cái bù đôi ngẫu nhiên có đối chứng, thì đánh giá về vấn đề mà chúng ta có nên dùng aspirin tiếp tục hay không, hay là chúng ta như làm như thế nào. Thì đây là một nghiên cứu với 156 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do lách dạ dày tá tràng mà có sử dụng aspirin. Thì tất cả những 156 bệnh nhân này được cầm máu qua nội soi, và tất cả bệnh nhân này sau khi cầm máu qua nội soi đều xài BPI liều cao, đó là folate 80 gram và truyền 80 gram trên giờ.
trong vòng 72 giờ, và tất cả những bệnh nhân này sau đó thì dùng BBA liều chuẩn là 40mg trong vòng 30 ngày. Thì cái sau khi cầm máu qua nội soi thì được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm, mỗi nhóm là 78 bệnh nhân, một nhóm dùng aspirin liều 80mg trên ngày, một nhóm dùng placebo. Đối với nhóm dùng placebo đến 30 ngày sau ngày 30 ngày thì tiếp tục dùng aspirin. Thì cái mục tiêu của cái nghiên cứu này, người ta đánh giá vấn đề chuyển máu tái phát, vấn đề tử vong ở trong vòng 30 ngày như thế nào. Thì trong cái nghiên cứu này người ta nhận thấy rằng cái chuyển máu tái phát do aspirin á, thì nó chiếm là 10.3%, placebo thì chỉ có 5.4%. Khi nhìn hai con số này ta thấy rằng cái chuyển máu tái phát do aspirin á, nó vậy nó cao hơn gấp đôi, nhưng mà cái thuộc tố thống kê rõ ràng nó bây giờ là 0.025, có nghĩa là cái sự chuyển máu tái phát giữa hai nhóm này tương đương với nhau. Trong khi đó chúng ta nhìn lại cái vấn đề cái tử vong, với cái nhóm mà dùng aspirin thì tỷ lệ tử vong chỉ 1.3%, trong khi đó nhóm dùng placebo tỷ lệ tử vong là 12.9%, có nghĩa là đối với tỷ lệ tử vong cái nhóm aspirin sẽ giảm 13 lần so với nhóm placebo, và sự khác biệt này thể hiện thống kê. Do đó mà hiện nay thì tất cả những cái guideline của bệnh của châu Âu cũng như châu Á thì khuyến cáo đối với bệnh nhân đang dùng aspirin một liều thấp như là một liều pháp đối phòng ngừa tim mạch thứ phát, thì chúng ta không nên gián đoạn aspirin vì một bất kỳ lý do nào đó mà chúng ta gián đoạn, thì aspirin nên bắt đầu lại càng sớm càng tốt, nhất là trong vòng từ 3 đến 5 ngày chúng ta nên khởi động lại. Và ngay đó, trong khi đó ở vùng châu Á thấy Bình Dương thì cũng có một cái lần năm 2018 cũng thống nhất vấn đề này, nhưng mà cái khuyến cáo mạnh nó chỉ có 58% đến 60%. Còn đối với chúng ta sử dụng là aspirin sớm trong trường hợp một lý do nào đó chúng ta ngừng aspirin thì cái đồng thuận lên 8%. Do đó đối với những trường hợp xuất huyết tiêu hóa mà phải sử dụng aspirin thì chúng ta tiếp tục, và tốt nhất là chúng ta nên quay lại cùng với chuyên gia tim mạch để chọn cái lượng cái phương pháp mà tốt nhất cho người bệnh. Và thứ hai là đối với những bệnh nhân mà đang điều trị thuốc chống cử cầu kép thì chúng ta làm thế nào. Thì trong cái guideline của Mỹ năm 2021 cũng như sau này năm 2022 và cái hội của nội soi và tiêu hóa của châu Âu cũng khuyến cáo là chúng ta nên không có ngắt quãng tất cả các thuốc chống đông, mà chúng ta phải xem lại là đầu tiên là chúng ta không có ngắt quãng aspirin và thuốc chống cơn bọc kép, thứ hai là ngắt quãng, nhưng mà chúng ta cũng nên khởi động lại sớm nếu chúng ta đã điều trị thành công vấn đề mà cầm máu, và tốt nhất là trong vòng 5 ngày. Và trong trường hợp này chúng ta cũng cần nên hội chẩn lại bác sĩ tim mạch. Đối với trong cái hội trong cái guideline của châu Á Thái Bình Dương cũng thống nhất vấn đề này, mà chúng ta cũng nên tiếp tục aspirin và ngưng lại cái clopidogrel, và cái sự đồng thuận mạnh là giá trị chiếm từ 67%. Và thứ ba là chúng ta dùng cái warfarin cho trên bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa chúng ta dùng cái warfarin mà bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì làm như thế nào. Thì những cái hội nghị đồng thuận của châu Á, châu Âu và châu Mỹ thì khuyến cáo rằng chúng ta nên ngừng cái warfarin để tạo điều kiện thuận lợi cho vấn đề cầm máu, và đồng thời chúng ta có thể là khuyến cáo sử dụng cái prothrombin cô đặc gọi là BCC cộng với vitamin K liều thấp cho những trường hợp chảy máu đe dọa tính mạng với INE phải lớn hơn 2.5, tức nghĩa là chúng ta phải làm sao để cho INE nó xuống 1.8 hay là dưới 1.5 là tốt nhất. Và cái thứ ba là trường hợp là bệnh nhân thuốc chống đông mà đừng uống thì đối với như thế nào. Thì trong cái hội nghị trong cái đồng thuận của châu Á Thái Bình Dương thì chúng ta cũng nên ngưng cái thuốc đừng uống để phục vụ cho vấn đề cái hồi sức, và đồng thời chúng ta có thể xem xét lại vấn đề có sử dụng cái thuốc antidot, nó là cái idazoxysimat cho những bệnh nhân mà đang dùng cái dabigatran, mà cho những trường hợp bệnh nhân mà chảy máu và đe dọa tính mạng. Nhưng mà hai cái khuyến cáo này cái sự đồng thuận mạnh nó chỉ có 50%, do đó đối với những trường hợp này cũng nên ngồi lại với nhau giữa bác sĩ tiêu hóa và tim mạch để chọn ra một cái phương pháp giải pháp tốt nhất cho cái người bệnh, để giúp cho vấn đề điều trị tốt cho vấn đề xuất huyết tiêu hóa và ngừa được vấn đề nhồi máu cơ tim sau khi mà chúng ta expand hay là một cái biến chứng do chúng ta sử dụng cho cái vấn đề bệnh lý về van tim. Hiện nay thì có một số anh chị đã có sử dụng cái transamic trong vấn đề xuất huyết tiêu hóa. Như vậy cái vai trò của transamic trong xuất huyết như thế nào? Thì đây là một cái số liệu trên cái thư viện Cochrane từ năm 2014 thì cho thấy rằng khi chúng ta phân tích giữa, đây là phân tích gộp và đánh giá cái thất bại điều trị và tỷ lệ tử vong cho cái nhóm dùng cái transamic và dùng placebo.
Thì trong cái nghiên cứu này, trong tất cả tổng hợp lại những cái nghiên cứu trong cái thư viện Cochrane thì rõ ràng cái tỷ lệ tử vong giữa hai nhóm dùng tranexamic và placebo thì hoàn toàn nó tương đương với nhau và không có sự khác biệt về thống kê. Nhưng mà có một cái nghiên cứu năm 2020 thì đây đánh giá về cái điều trị tranexamic liều cao trong vòng 24 giờ thì đánh giá về cái tỷ lệ tái xuất huyết, tỷ lệ tử vong cho cái nhóm này. Thì đây là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có đối chứng mà đa trung tâm với 164 bệnh viện từ 15 quốc gia, với cái số lượng bệnh nhân tham gia đó là 12.000 bệnh nhân, là một số lượng rất là lớn, và 6.000 thì dùng tranexamic và 6.000 thì dùng placebo. Tí bệnh nhân mà dùng cái tranexamic với cái liều cao, đối với dùng 1 gram tranexamic trên 100 ml natriclaurin tiêm tĩnh mạch chậm trong vòng 10 phút, và sau đó chúng ta tiếp tục duy trì là 3 gram tranexamic 1 lít trong natriclaurin với cái liều là 125 mg/giờ trong vòng 24 giờ. Và cái nhóm giả dược thì chúng ta cũng cũng điều trị giả dược cái liều giống vậy để giúp cho cái đó bù đôi, cho nên cũng giúp giúp chúng ta bệnh nhân và bác sĩ cũng không không biết là mình sử dụng cái tranexamic hay là placebo. Và đánh giá lại kết quả tử vong và tác dụng của tranexamic trong vòng 24 giờ, tức là 1 ngày, 5 ngày và 28 ngày. Thì trong trong cái nghiên cứu này, người ta thấy rằng từ ngày thứ nhất mà đến ngày thứ cái đi á, thì rõ ràng trong cái ngày đầu tiên bệnh nhân tiến là tử vong do xuất huyết tiêu hóa thì nó cao hơn so với tử vong do những nguyên nhân khác. Nhưng mà những ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 5 trở đi á, thì rõ ràng cái tỷ lệ tử vong do chảy máu nó sẽ giảm. Mà từ ngày thứ tư trở đi, chúng ta đang tứ về tử vong này không phải do xuất huyết nữa mà do những cái biến chứng khác. Biến chứng khác. Như vậy chúng ta xem những cái biến chứng gì mà gây ra cái tình trạng cái khác biệt này. Thì đối với thứ nhất là về so sánh vấn đề về tỷ lệ tử vong do xuất huyết hay là tỷ lệ tái xuất huyết trong vòng 1 ngày, 5 ngày và 28 ngày giữa hai nhóm tranexamic và placebo thì nó hoàn toàn nó tương đương với nhau, vì cái RR nó chỉ loanh quanh là số 1, do đó mà nó không có ý nghĩa nghĩa cái nghĩa là đối với tỷ lệ tử vong do xuất huyết và tỷ lệ tái xuất huyết thì như nhau. Nhưng mà đối với những cái biến chứng mà do cái thương tách, đó là thương tách tĩnh mạch sâu, đó là thương tách phổi, thương tách về mạch vành gây ra nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, bị suy thận, suy gan, và một cái suy hô hấp, hay cả những cái biến chứng về tim mạch, thì rõ ràng đối với cái nhóm điều trị tranexamic này nó nhiều hơn so với cái nhóm placebo, và cái outcome đó rất là cao. Do đó mà trong cái nghiên cứu của các cái đồng thuận của châu Âu thì đã khuyến cáo là không sử dụng tranexamic trong điều trị xuất huyết tiêu hóa do rách dạ dày tá tràng hay là xuất huyết tiêu hóa không do tăng áp lực mạch. Đây là một khuyến cáo mạnh và bền cao. Thứ hai là sau khi chúng ta đã hồi sức xong rồi, chúng ta phải nội soi dạ dày và tá tràng và can thiệp cầm máu qua nội soi. Đây là một kỹ thuật mà từ tới giờ rất rất là nhiều và có nhiều đã nhiều báo cáo. Và chúng tôi chỉ nói về cái thời gian để can thiệp làm sao mà cho tốt cho bệnh nhân. Thì cái nghiên cứu của Lau năm 2020 thì đây là một cái nghiên cứu mà so sánh chúng ta nội soi cấp cứu hay là nội soi sớm. Nội soi cấp cứu là nội soi trong vòng 6 giờ và nội soi sớm là trong vòng từ 6 đến 24 giờ cho những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên mà có thăng thiệp loại platform là trên 12. Thì trong cái nghiên cứu này, cái sơ đồ mà cái hình đó thì cả hai cái hình trên là tỷ lệ tử vong và hình dưới là xuất huyết tiêu hóa tái phát, thì cái đường cái màu mà đậm đó là trường hợp của chúng ta nội soi sớm từ ngày từ 6 đến 24 giờ. Đối với cái đường màu nhạt hơn, màu xám đó là nội soi cấp cứu, thì rõ ràng đấy với chúng ta trường hợp nội soi cấp cứu thì tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tái xuất huyết nó sẽ cao hơn so với chúng ta nội soi sớm. Sau khi chúng ta hồi sức mà đã ổn định thì chúng ta sẽ nội soi và giúp cho vấn đề cầm máu và giảm được vấn đề tái xuất huyết, cũng giảm được tỷ lệ tử vong nhiều hơn so với nội soi cấp cứu, và sự khác biệt này cả nghiệm thống kê. Do đó mà trong những cái guideline của châu Á, châu Âu và châu Mỹ thì cũng khuyến cáo chúng ta hồi sức khi mà huyết áp ổn định nên thực hiện nội soi dạ dày tá tràng sớm trong vòng 24 giờ. Đây là một cái cứu mạnh và cũng khuyến cáo. Như vậy, nhưng mà trong có một cái số một trường hợp chúng ta hồi sức nhưng mà cái mạch huyết áp nó rất là khó lên hay là bệnh nhân tiếp tục đang đi máu, thì trong trường hợp đó như thế nào? Thì trong trường hợp đó người ta cũng đưa ra một khuyến cáo đó, đối với bệnh nhân mà huyết áp không ổn định và có dấu hiệu tiếp tục chảy máu thì chúng ta chỉ cần hồi sức làm sao cho
huyết áp ổn định, có nghĩa là huyết áp trung bình phải lớn hơn 60 ml trên nhân, thì lúc đó chúng ta cũng nên nội soi cấp cứu để trong trường hợp này chúng ta phải cầm máu được thì bệnh nhân mới mới cứu được bệnh nhân. Do đó trong trường hợp này cũng được cho phép chúng ta nội soi cấp cứu. Tuy nhiên đối với khi nội soi trong trường hợp cấp cứu thì tỷ lệ tử vong mà chỉ mới cái phát nó sẽ cao hơn so với chúng ta nội soi sống trong vòng từ 12 đến từ 6 đến 4 giờ. Cái phương pháp mà cầm máu qua nội soi thì rất là nhiều, và hiện nay hầu hết là các bệnh viện trong thành phố và bệnh viện nhân dân gia đình hay sử dụng cái phương pháp đã cặp clip và dùng cái thuốc epinephrine. Thì tí nữa các thầy cô và anh chị mà có những câu hỏi góp ý kiến về cái vấn đề cái can thiệp này, thì hiện nay ở hội trường, ở trong cái hội trường chúng ta thì có phó giáo sư Quách Đồng Đức làm thực nghiệm về vấn đề này. Về sau khi mà chúng ta cầm máu qua nội soi thì chúng ta phải dùng thuốc ức chế tiết axit, thì chúng ta dùng thường là PPI liều cao. Tuy nhiên trong những năm gần đây, từ năm 2018 tới nay thì có nhiều cái guideline đưa ra chúng ta có thể dùng cái PPI kết quản. Tuy nhiên khi chúng ta sử dụng cái PPI kết quản với điều kiện thứ nhất là nơi đó có một trung tâm nội soi và các chuyên gia cầm máu tốt qua nội soi thì chúng ta mới điều trị cái PPI IV kết quản. Đối với vấn đề mà điều trị PPI thì tất cả những cái guideline của châu Á, châu Âu cũng như là châu Mỹ thì khuyến cáo chúng ta nên dùng cái PPI liều cao sau khi cầm máu qua nội soi và liên tục trong vòng 3 ngày, và cái bolus đó là 80 mg và truyền liên tục 80 mg trên giờ. Đối với hiện nay, đối với cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế chúng ta thì cũng khuyến cáo với sử dụng PPI liều cao, đó là cái liều 80 bolus nằm tĩnh mạch trong vòng 30 phút, và sau đó là truyền tĩnh mạch 80 mg trong giờ trong vòng 71.5 giờ, tức là tổng số là 72 giờ. Và sau khi chúng ta đã truyền PPI liều cao thì chúng ta dùng cái PPI đường uống là 40 mg trên giờ, và xem thử có trường hợp nào có HB dương hay không. Nếu trường hợp có HB thì chúng ta sẽ được truyền sau 72 giờ nếu HB dương tính. Và những cái thuốc truyền tĩnh mạch hiện nay ở Việt Nam có đó là cái esomeprazole, pantoprazole và omeprazole. Như vậy chúng ta phải chọn lựa cái PPI nào cho phù hợp, tại vì hiện nay chúng ta gồm có tất cả là 5 PPI, trong đó có 3 PPI điều trị tĩnh mạch. Thì PPI thì nó chuyển hóa thì qua hai cơ chế, đó là cái BK1 và BK2. Cái BK1 đó là cái sự tích lũy thuốc trong cái tiểu phế quản, hầu như những cái thuốc PPI nào giống nhau. Tuy nhiên cái sự khác nhau đó là cái PPI ức chế qua cái BK2. Thì cái sự khác biệt này như thế nào? Ý quý trong một cái nghiên cứu năm 2006, người ta nhận thấy rằng cái esomeprazole thì có tốc độ hợp hóa nhanh rất là nhiều so với những PPI khác. Nó nhanh gấp 5 lần so với pantoloc, 5 gấp 2 lần so với rabeprazole và 2 lần so với dexlansoprazole. Và cái thời gian mà phần trăm pH lớn hơn 6 trong vòng 0 đến 24 giờ thì rõ ràng cái esomeprazole, khi dùng chúng ta khi dùng cái liều bolus 80 gram trên giờ thì cái esomeprazole nó chiếm tới 52%, còn trong khi đó những cái PPI còn lại thì nó sẽ thấp hơn. Và sau khi chúng ta đã ức chế tiết rồi, chúng ta hồi sức rồi, chúng ta cầm máu qua nội soi rồi, chúng ta dùng cái PPI. Nếu mà trường hợp mà không có kiểm soát cầm máu được thì chúng ta phải căng thiết mạch, và ngày hôm nay cũng có một chuyên gia về căng thiết mạch sẽ trình bày chúng ta về vấn đề cái kinh nghiệm cũng như là cách điều trị của đi đây trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa mà điều trị nội khoa thất bại. Nếu trường hợp mà căng thiết mạch thất bại, lúc đó chúng ta điều trị phẫu thuật, hoặc là những nơi nào mà không có căng thiết phẫu thuật căng thiết ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sau đó. Còn trong trường hợp chúng ta đã điều trị trước tiết rồi, đã cầm máu qua nội soi rồi mà cái cầm máu không kiểm soát, sau đó nó sẽ tái phát lại, thì chúng ta phải nội soi lại lần thứ hai, và chúng ta thực hiện lại giống như vậy. Chúng ta cầm máu qua nội soi xong rồi chúng ta dùng ở trước tiết. Nếu trường hợp mà không có can thiệp, nếu trường hợp mà không kiểm soát được chảy máu thì chúng ta tiếp tục cái can thiệp mạch và phẫu thuật. Trong cái khuyến cáo của Hội Châu Âu thì đối với trường hợp mà nội soi lần thứ hai thất bại thì chúng ta nên cái phương tiết mạch, và đây là một số mạnh và bình chứng cao. Như vậy để kết luận bài này, tôi sẽ kết luận lại đó là cái xuất huyết tiêu hóa là một bệnh lý cấp cứu nội khoa và ngoại khoa, cần chú ý các bệnh lý tim mạch và cái sử dụng thuốc kháng đau. Hồi sức là rất quan trọng liên quan đến kết quả điều trị, chúng ta nên nội soi sớm trong vòng 24 giờ. Esomeprazole là một trong những PPI được chọn lựa để điều trị xuất huyết tiêu hóa, và xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân sử dụng thuốc kháng đông thì cần thống nhất giữa bác sĩ tiêu hóa và bác sĩ tim mạch để chọn lựa tối ưu, để giúp cho cái điều trị nó sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn các thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Võ Hồng Minh Công đã có một phần trình bày tổng quan về điều trị xuất huyết tiêu hóa trên. Thì trong phần tổng quan này thì tiến sĩ Minh Công cũng đã nêu rất nhiều vấn đề và chúng ta sẽ có cái phần thảo luận ở phía sau. Tuy nhiên để tiếp tục chương trình thì chúng tôi xin kính mời thạc sĩ Lưu Ngọc Mai trình bày về vấn đề xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 tổng quan và kinh nghiệm thực tế trong vấn đề điều trị COVID-19, đặc biệt là trong giai đoạn đỉnh dịch từ tháng 7 đến tháng 9 thì có rất nhiều những bệnh nhân bị COVID-19. Và chúng ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng là COVID-19 nó có ảnh hưởng lên hô hấp là chủ yếu, nhưng thật ra thì các vấn đề về ảnh hưởng lên tiêu hóa cũng không kém. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ một lần nữa nghe lại về vấn đề này với sự trình bày của thạc sĩ Lưu Ngọc Mai. Chúng tôi cũng xin lưu ý là sau phần trình bày của thạc sĩ Lưu Ngọc Mai thì do cái thời lượng rất khá là dài với 4 bài, do đó sau khi kết thúc 2 bài thì chúng tôi cũng sẽ có phần thảo luận trong 2 bài vừa trình bày đã qua. Do đó cũng mong là các quý đồng nghiệp sẽ tiếp tục gửi các câu hỏi đến cho chúng tôi để có phần thảo luận hoặc là soi nổi. Và sau đây thì xin mời thạc sĩ Lưu Ngọc Mai. Kính thưa quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, xin cảm ơn lời giới thiệu của tiến sĩ Hải. Và tiếp theo bài trình bày của tiến sĩ Võ Hồng Minh Công, thì sau đây tôi xin phép được trình bày một vấn đề mà tôi nghĩ rằng các đồng nghiệp chuyên ngành tiêu hóa của chúng ta sẽ rất là quan tâm, đó là vấn đề xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19. Thì ở trong phần trình bày này, tôi xin phép được trình bày qua các cái nội dung như sau. Thứ nhất là về tần suất của xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân bị COVID-19. Bởi vì câu hỏi mà các quý vị đồng nghiệp quan tâm đó là tần suất của những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa ở trên những cái ca mà nhiễm COVID-19 thì liệu có cao hơn so với dân số chung hay không, và tần suất này là bao nhiêu, và nguyên nhân của những trường hợp xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân nhiễm COVID-19 là gì, cơ chế bệnh sinh nào gây ra biểu hiện xuất huyết tiêu hóa trên những bệnh nhân nhiễm COVID-19, các yếu tố nào sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19, và việc tiếp cận điều trị xuất huyết tiêu hóa trên những bệnh nhân COVID-19 sẽ có gì khác so với những cái bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thông thường, và những bệnh nhân này sẽ có kết cục lâm sàng ra sao. Thì trong phần trình bày ngày hôm nay tôi xin phép được điểm qua những cái tổng quan y văn mà đã được công bố trên thế giới về vấn đề này, cũng như là tôi sẽ lồng ghép thêm một số kinh nghiệm điều trị mà chúng tôi đã thu thập dữ liệu trực tiếp từ bệnh viện Nhân dân Gia Định trong quá trình điều trị những cái ca bệnh nhân COVID-19 mà có bị xuất huyết tiêu hóa. Thì đầu tiên là về tần suất xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19, thì hiện tại có rất là ít các nghiên cứu công bố về vấn đề này. Hiện tại chỉ có khoảng tầm dưới 100 bài báo thống kê về vấn đề xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 và chủ yếu được công bố vào năm 2020 cũng như là năm 2021. Thì theo một nghiên cứu phân tích gộp từ kết quả của 8 nghiên cứu được công bố năm 2020, tần suất xuất huyết tiêu hóa chung ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 là khoảng 2%. Trong đó thì tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa trên là 1% và tần suất xuất huyết tiêu hóa dưới là 1%. Tuy nhiên số liệu này thì chỉ được thống kê trên những bệnh nhân COVID-19 nhập viện, và chúng ta chưa có số liệu thực tế đối với cái dân số nhiễm COVID-19 chung, bởi vì sẽ có rất là nhiều bệnh nhân không được chẩn đoán nhiễm COVID-19 cũng như là có rất là nhiều bệnh nhân điều trị tại nhà mà không nhập viện. Và thực tế lâm sàng thì tại New York vào năm 2021, khi mà người ta thống kê dữ liệu của hơn 11.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong giai đoạn đỉnh dịch COVID và là làn sóng dịch COVID lần thứ tư với biến chủng Delta lan rộng trên toàn cầu, thì cái tần suất xuất tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 lên tới 3%. Còn ở Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam thì vào giữa năm 2021, khi mà làn sóng đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi bị ảnh hưởng rất là nặng nề bởi những cái ca COVID-19 bùng phát và nhập viện, và đã gây ra một cái tình trạng quá tải y tế. Thì tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định của chúng tôi, thì vào thời điểm đó thì chúng tôi được phân tách công năng thành hai khu điều trị, một khu là điều trị bệnh nhân COVID-19, một khu là điều trị bệnh nhân thường. Thì chúng tôi cũng đã hồi cứu được các cái ca COVID nhập viện trong thời gian này là từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Thì trong tổng số 1.567 bệnh nhân COVID-19 nhập viện thì chúng tôi ghi nhận có tổng cộng là 56 ca bị xuất tiêu hóa, chiếm tỷ lệ là 3,6%. Trong đó thì có 28 ca nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa và có 28 ca xuất huyết tiêu hóa xảy ra trong lúc nhập viện. Chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ 3,6% này có vẻ cao hơn so với tỷ lệ của thế giới được công bố. Tuy nhiên, vì Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện tuyến cuối, tức là bệnh viện tầng 3 trong cái mô hình 3 tầng của điều trị COVID, do đó là có thể cái tỷ lệ về tần suất xuất huyết tiêu hóa mà chúng tôi thống kê này nó chưa phản ánh được cái tần suất xuất huyết tiêu hóa thực sự, vì chúng tôi chưa thống kê được những bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở các bệnh viện tầng khác.
cũng như là ở giai đoạn này thì có rất là nhiều ca bệnh nhân không thể nhập viện và phải điều trị tại nhà. Và do đó thì sẽ cần có nhiều nghiên cứu khác để mình thống kê về một cái tỷ lệ chính xác của nguy cơ xuất huyết tiêu hóa hay là tần suất xuất huyết tiêu hóa ở các bệnh nhân COVID-19. Còn về nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 thì theo nghiên cứu phân tích gộp từ 8 nghiên cứu trên 127 bệnh nhân COVID-19 nhập viện thì người ta ghi nhận rằng nguyên nhân thường gặp nhất gây xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 là các dạ dày tá tràng, chiếm khoảng 47,5%. Và ngoài ra thì có thêm hai nguyên nhân thường gặp khác, đó là viêm trực thực quản và viêm trực dạ dày chiếm tỷ lệ lần lượt là 7,5 và 10%. Thì chúng ta thấy rằng nếu như mình cộng chung hết lại tất cả các cái tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa này thì mình sẽ thấy là cái nguyên nhân mà viêm vết thực quản dạ dày tá tràng chiếm khoảng 2/3 số ca xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19. Và theo số liệu của thống kê tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2021 thì trong thời gian đó chúng tôi thống kê được là có 56 ca xuất huyết tiêu hóa, nhưng có chỉ có khoảng 34 ca xuất huyết tiêu hóa được nội soi để xác định nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa. Thì các dạ dày tá tràng cũng là nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ là 55,9%. Và ngoài ra thì nguyên nhân viêm trực dạ dày xuất huyết cũng chiếm khoảng 8,8%. Và cộng chung hai nhóm nguyên nhân này, tức là viêm lết dạ dày tá tràng, thì mình thấy là nó cũng tương đương với lại cái số liệu trên thế giới thống kê, chiếm khoảng 2/3 số lượng bệnh nhân mà bị xuất huyết tiêu hóa nhập viện vì COVID-19. Các cái nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa khác như là ung thư dạ dày, bởi vì tắc thực quản, các trực tràng mà trị xuất huyết thì chiếm tỷ lệ thấp thôi. Và chúng tôi có một số lượng bệnh nhân là khoảng 17,6% biểu hiện xuất huyết tiêu hóa dưới nhưng mà chưa xác định được vị trí chảy máu. Những bệnh nhân này thì bao gồm những ca mà đã được xuất soi nội soi dạ dày để loại trừ nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa trên, hoặc là bệnh nhân được soi trực tràng để mình tầm soát các nguyên nhân của xuất huyết tiêu hóa dưới ở đại thấp, và vẫn có bao gồm cả một số bệnh nhân là xuất huyết tiêu hóa dưới đã được nội soi đại tràng nhưng mà không xác định được vị trí chảy máu. Thì như vậy cơ chế bệnh sinh nào gây ra biểu hiện xuất huyết tiêu hóa trong bệnh cảnh COVID-19 thì có một số cơ chế được các tác giả đưa ra. Đầu tiên đó là cơ chế về tổn thương biểu mô niêm mạc tiêu hóa trực tiếp gây ra bởi sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 trên niêm mạc tiêu hóa. Cơ chế thứ hai là do bệnh COVID-19 là một bệnh cảnh có thể thúc đẩy được cái tình trạng bệnh nặng cấp tính và do đó gây ra tình trạng stress, nên cơ chế stress cũng được đề xuất là một cái nguyên nhân cơ chế gây ra cái thúc đẩy cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19. Cơ chế thứ ba đó là tình trạng hoại hóa viêm ở niêm mạc tiêu hóa do cơn bão cytokine. Và cơ chế thứ tư đó là cái tình trạng giảm oxy máu kéo dài. Bởi vì chúng ta biết rằng bệnh COVID-19 thì có ảnh hưởng đến phổi và có thể gây ra suy hô hấp, và rất là nhiều bệnh nhân bị giảm oxy máu. Tình trạng giảm oxy máu kéo dài này có thể gây ra một cái sự hoại tử tế bào và gây ra tổn thương niêm mạc tiêu hóa, dẫn đến tình trạng loét niêm mạc và thúc đẩy trạng xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra thì có một cái báo cáo ghi nhận rằng do trong bệnh cảnh COVID-19 thì có tình trạng rối loạn đông máu và có thể hình thành nên các huyết khối. Những huyết khối nếu được thành lập ở mạch máu mạch treo thì có thể gây ra tình trạng thiếu máu ruột, và cũng là một cơ chế được đề xuất là gây ra cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Thì đây là một cái hình ảnh về nhuộm hóa môn miễn dịch niêm mạc ống tiêu hóa, và người ta sinh thiết niêm mạc ống tiêu hóa ở vị trí thực quản dạ dày, tá tràng và trực tràng. Thì chúng ta thấy rằng trên niêm mạc của các cái vị trí sinh thiết này thì cái vị trí mà có thụ thể men chuyển angiotensin 2 có mật độ thấp ở thực quản, nhưng mà thụ thể này có mật độ khá là cao ở dạ dày và mật độ trung bình ở tá tràng cũng như là trực tràng. Thì khi mà nhuộm hóa môn miễn dịch để nổi bật lên cái nucleocapsid protein của virus SARS-CoV-2 thì chúng ta thấy rằng protein của virus cũng phân bố ở ngay những cái vùng mà cái thụ thể men chuyển được phân bố trên niêm mạc ống tiêu hóa. Và hình ảnh này cho thấy rằng virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập trực tiếp vào niêm mạc ống tiêu hóa và gây ra tổn thương ống tiêu hóa. Và đây cũng là một cái cơ chế được đề xuất khiến cho là những bệnh nhân COVID-19 có thể biểu hiện các triệu chứng tiêu hóa. Đây là một cái nghiên cứu mà thống kê trên 6 ca bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng tiêu hóa nhập viện và người ta sinh thiết các niêm mạc ống tiêu hóa. Thì ở đây chúng ta thấy là ở ca số 1 và ca số 2 là hai ca COVID-19 mức độ nặng, thì sự hiện diện của virus SARS-CoV-2 có hiện diện ở cả 4 vị trí sinh thiết, tức là có hiện diện ở cả thực quản dạ dày, tá tràng và trực tràng của bệnh nhân. Và điều này gợi ý rằng virus SARS-CoV-2 mà hiện diện ở ống tiêu hóa cũng là một yếu tố gợi ý mức độ nặng của bệnh. Và ở ca số 1 trong cái nghiên cứu này thì bệnh nhân này có biểu hiện của xuất huyết tiêu hóa và người ta được thực hiện nội soi. Thì khi nội soi thì tác giả ghi nhận thấy rằng trên biểu mô niêm mạc thực quản có sự hiện diện của các cái vết loét trực thực quản dạng hình đĩa,
với đường kính khoảng từ 4-6mm và được phủ bởi giả mạc cũng như là cục máu đông. Và khi người ta sinh thiết niêm mạc thực quản tại những vị trí xúc này thì cũng ghi nhận rằng RNA của virus SARS-CoV-2 có sự tồn tại nằm trong cái vết rách trực thực quản, và nó cũng là một cái yếu tố mà có thể gây ra cái tình trạng xuất huyết trên ca bệnh này. Và đây chính là những cái bằng chứng mà cho thấy rằng sự tổn thương niêm mạc tiêu hóa trực tiếp gây ra bởi virus SARS-CoV-2 là một cái cơ chế bệnh sinh quan trọng gây ra xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19. Như vậy thì những bệnh nhân COVID-19 nào sẽ gia tăng nguy cơ bị xuất huyết tiêu hóa? Chúng ta biết rằng trong cái giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, khi mà việc bao phủ vaccine chưa được phủ rộng rãi trong cộng đồng và rất là nhiều ca khi mà nhiễm COVID-19 thì bị tổn thương phổi rất là nặng và phải nhập viện, thì ở giai đoạn đó việc điều trị corticoid và kháng đông là hai điều trị nền tảng được khuyến cáo để làm cải thiện tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thì trước đây những nghiên cứu cho thấy rằng việc điều trị kháng đông sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên ở những bệnh nhân nội trú thường với tỷ số OA là 2.6. Tuy nhiên theo tác giả Trinday và cộng sự trên một bài báo được công bố vào năm 2020 và người ta thống kê trên hơn 11.000 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, thì nghiên cứu này chứng minh rằng việc điều trị kháng đông ở bệnh nhân COVID-19 không làm gia tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa với tỷ số OA là 1.14, khoảng tỷ lệ 95% là từ 0.7 tới 1.7. Nhưng mà một nghiên cứu khác của tác giả Rosevic và cộng sự thì cho thấy rằng có hai yếu tố nguy cơ về xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19, đó là khi mà bệnh nhân COVID-19 phải bị nhập ICU hoặc là họ cần thông khí phổ học, thì những bệnh nhân này sẽ bị tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra thì có một nghiên cứu bệnh chứng khác cũng mới được công bố gần đây. Họ bắt gặp và so sánh giữa những ca COVID-19 xuất tiêu hóa và những ca COVID-19 không bị xuất huyết tiêu hóa. Thì nghiên cứu này ghi nhận rằng tiền sử bị xuất huyết tiêu hóa là một yếu tố nguy cơ quan trọng gây ra tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên ở những bệnh nhân COVID-19 nhập viện với tỷ số OA là gần 4. Trong khi đó thì cái việc nhập ICU cũng như là điều trị kháng đông thì không làm gia tăng tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa trên cũng như là xuất huyết tiêu hóa dưới ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Và có một điều đáng lưu ý, đó là việc sử dụng PPI trước khi mà xuất huyết tiêu hóa, tức là sử dụng PPI dự phòng ở những bệnh nhân này á, thì cũng không làm cải thiện được cái tiên lượng về nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên ở bệnh nhân. Tuy nhiên nghiên cứu này thì là một nghiên cứu trên một cỡ mẫu rất là nhỏ, chỉ có trên 41 ca COVID-19 xuất huyết tiêu hóa và với cái nhóm chứng là 82 ca. Nhà đó là cái dữ liệu về các yếu tố nguy cơ xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 sẽ cần phải được xác nhận lại bởi những nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn. Còn ở một cái yếu tố nguy cơ khác là về rối loạn đông máu, thì trong một cái nghiên cứu gần đây khi mà người ta khảo sát về các cái vấn đề rối loạn đông máu trên bệnh nhân COVID-19 thì họ thấy rằng ở những bệnh nhân COVID-19 thường có tình trạng là thời gian prothrombin kéo dài và có tình trạng giảm tiểu cầu. Thống kê cho thấy có tới 5% bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị giảm tiểu cầu với số lượng tiểu cầu là dưới 50.000, trong khi đó có tới khoảng 1/3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 là bị giảm tiểu cầu với số lượng là dưới 150.000. Và vấn đề rối loạn đông máu này cũng là một yếu tố nguy cơ gây ra xuất huyết tiêu hóa, và đặc biệt là tình trạng rối loạn đông máu này còn làm gia tăng tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân bị COVID-19. Còn số liệu ở Việt Nam thì sao? Thì khi chúng tôi thống kê trên số liệu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì thống kê trên số lượng 56 ca xuất huyết tiêu hóa trên 1.567 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, thì chúng tôi đã thực hiện phân tích hồi quy đa biến để phân tích các yếu tố nguy cơ gây ra xuất huyết tiêu hóa. Thì chúng tôi ghi nhận là có 3 yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Thứ nhất đó là giới nam, thứ hai đó là tiền căn bệnh nhân có bệnh gan mạn, và thứ ba đó là tiền căn có bệnh thận mạn. Và đặc biệt là bệnh gan mạn là một yếu tố nguy cơ rất là quan trọng với cái tỷ số OA rất là cao, lên tới 6.2. Và khoảng tỷ lệ 95% là từ 2.9 cho tới 13. Bệnh gan mạn ở đây là chúng tôi thống kê trên những bệnh nhân mà có bệnh viêm gan siêu vi b mạn, hoặc là bệnh nhân có bị viêm gan C mạn, hoặc là có sơ gan hay là ung thư gan. Thì để giải thích cho cái nguyên nhân tại sao bệnh gan mạn lại là một yếu tố nguy cơ gây xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19, thì thực sự là hiện tại vẫn chưa có nhiều nghiên cứu nói về vấn đề này. Tuy nhiên gần đây thì có một nghiên cứu cho thấy rằng ở những bệnh nhân COVID-19 mà có tiền sử bệnh gan mạn thì thường có biểu hiện triệu chứng tiêu hóa nhiều hơn có ý nghĩa so với những bệnh nhân mà không có bệnh gan mạn. Và chính vì cái tình trạng là có bệnh gan mạn thì nó có liên quan đến một cái cơ chế là làm suy giảm miễn dịch, và nó có thể làm gia tăng cái tần suất xuất hiện virus SARS-CoV-2 ở niêm mạc ống tiêu hóa. Và ngoài ra thì các quý đồng nghiệp làm trong chuyên ngành tiêu hóa có thể ghi nhận thấy rằng thời gian gần đây rất là nhiều bệnh nhân COVID-19 nhập viện với cái tình trạng tăng men gan. Và chúng tôi khi mà ngồi ở phòng khám men gan thì ghi nhận có khoảng 1/3, tức là 30% bệnh nhân có tiền sử nhiễm COVID-19 và có tăng men gan mà không rõ nguyên nhân. Và chúng tôi tìm thì nghĩ rằng cái vấn đề tăng men gan này liên quan đến tiền sử nhiễm COVID-19, và cái dấu hiệu này cũng được xác nhận trong những cái nghiên cứu phân tích phục gần đây. Và họ gợi ý rằng ở những cái bệnh nhân mà bị COVID-19
chính thì khi mà có tình trạng tăng men gan do bệnh kèm theo một cái bệnh nền là viêm gan mạn hoặc là bệnh gan mạn thì trong cái giai đoạn nhiễm COVID-19 thì có thể thúc đẩy làm cho chức năng gan xấu đi và gây ra rối loạn trong máu, và nó có thể là một cái yếu tố thúc đẩy cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Như vậy thì quý vị cũng thấy rằng khi mà đứng trước một cái bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa bị COVID-19 thì là một cái thử thách rất là lớn, bởi vì chúng ta sẽ phải quyết định là liệu bệnh nhân này chúng ta có nên điều trị bảo tồn hay không, hay là chúng ta sẽ đưa bệnh nhân đi nội soi can thiệp. Thì đối với những bệnh nhân COVID-19 mà có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa, việc điều trị nội khoa cũng sẽ tuân theo các nguyên tắc cơ bản của những cái trường hợp xuất huyết tiêu hóa thông thường, tức là chúng ta vẫn phải truyền dịch, truyền máu, điều trị BBI nếu mà nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa trên, điều trị các cái thuốc co mạch như là Otrelta hay Sandostatin nếu nghi ngờ xuất huyết tiêu hóa do tăng áp cửa, và phải điều chỉnh rối loạn đông máu nếu như mà bệnh nhân bị rối loạn đông máu. Thì theo khuyến cáo của Hiệp hội Đông máu và Huyết khối Thế giới về xử trí và rối loạn đông máu ở những bệnh nhân COVID-19 thì người ta ghi nhận rằng ở những cái bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa hoặc là có biểu hiện xuất huyết khác mà nhiễm COVID-19 thì cần phải giữ số lượng tiểu cầu trên 50.000 và giữ cho nồng độ huyết renogen là trên 1.5 gram trên lít, cũng như là duy trì cái tỷ lệ protein time ratio là nhỏ hơn 1.5. Và do đó thì khi mà chúng tôi điều trị trực tiếp tại ở bệnh viện Nhi gia đình thì chúng tôi ghi nhận rằng trong 56 ca xuất huyết tiêu hóa thì có 43 ca cần phải truyền máu, chiếm tỷ lệ là 76.8%. Và ngoài ra thì có thêm khoảng 10.7% bệnh nhân cần phải truyền huyết vật tư đông lạnh, cũng như là có 12.5% cần phải truyền tiểu cầu để điều chỉnh vấn đề rối loạn đông máu. Một nghiên cứu khác được công bố gần đây, trên 6 ca bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà người ta điều trị bảo tồn, tức là những bệnh nhân này không được thực hiện nội soi, thì trong này thì có khoảng 3 bệnh nhân là cần phải điều trị oxy không xâm lấn, và họ chỉ truyền máu, truyền dịch và điều trị BBI, thì cả 6 ca này đều được hồi sức thành công và kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hóa mà không cần phải nội soi. Ngoài ra thì trên một cái phân tích gồm dựa trên dữ liệu của 8 nghiên cứu được công bố gần đây, người ta thống kê về các cái can thiệp y khoa được thực hiện trên những bệnh nhân COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa nhập viện. Thì trong này mình thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân được can thiệp tập chiếm tỷ lệ rất là thấp, điều trị nội là chiếm chủ yếu, và can thiệp nội soi chỉ chiếm khoảng 1/3 trường hợp các ca xuất huyết tiêu hóa bị COVID-19. Như vậy rằng cái tỷ lệ mà bệnh nhân COVID-19 có xuất huyết tiêu hóa cần can thiệp nội soi thì thực ra không có cao, và hầu hết bệnh nhân có thể được điều trị bảo tồn. Tuy nhiên, không phải là điều trị bảo tồn có thể kiểm soát được tất cả những trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID-19. Chúng ta sẽ gặp một số cái khó khăn khi mà chỉ định nội soi tiêu hóa, đó là ở những bệnh nhân COVID-19 mà bị viêm phổi và đang cần phải thở oxy không xâm lấn, thì việc thực hiện nội soi tiêu hóa trên mà có thể gây ra một cái tình trạng mất bù về mặt hô hấp và tim mạch, và có thể là bác sĩ nội soi sẽ cần phải thực hiện nội soi tiêu hóa thông qua viêm men nội khí quản. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng ở những bệnh nhân COVID-19 mà một khi chúng ta đã đặt nội khí quản thì sẽ làm gia tăng tỷ lệ tử vong và rất là khó để rút nội khí quản sau phẫu thuật. Cái khó khăn cái chỉ định nội soi tiêu hóa thứ hai đó là nội soi tiêu hóa trên là một cái thủ thuật và có khả năng tạo nhiệt bắn, và cái thủ thuật này có thể có nguy cơ gây ra tình trạng là lây lan virus. Cái hạn chế thứ ba đó là ở những cái khu điều trị COVID hoặc là khu cách ly thì chúng ta hạn chế phương tiện nội soi, và không phải bệnh viện nào cũng có thể thực hiện được nội soi tại giường. Và đây là những cái khó khăn mà chúng ta cần phải xem xét khi mà chỉ định nội soi tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 là bị xuất huyết tiêu hóa. Và vì vậy thì cái chỉ định nội soi tiêu hóa nên được đặt ra khi mà lợi ích của nội soi nó sẽ cao hơn là nguy cơ, và chúng ta nên trì hoãn nội soi để điều trị bảo tồn khi nguy cơ lớn hơn lợi ích. Thì theo khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Châu Âu, Hội Nội soi Tiêu hóa Châu Âu công bố vào năm 2020, thì người ta khuyến cáo rằng đối với những bệnh nhân COVID-19 mà có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa trên hoặc dưới cấp mà có rối loạn huyết động thì khuyến cáo là thời điểm nội soi là chúng ta có thể thực hiện nội soi cấp cứu trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, đối với những cái ca mà xuất huyết tiêu hóa trên không kèm rối loạn huyết động thì chúng ta có thể trì hoãn nội soi. Trì hoãn ở đây là chúng ta có thể thực hiện sau 24 giờ hoặc là thực hiện trong vòng 12 tuần và đánh giá phải tùy theo nhu cầu các bác sĩ khoa. Ngoài ra, những cái ca mà bị xuất huyết trực tràng hoặc là khi mà chúng ta đã nội soi đại tràng, nội soi tiêu hóa trên mà không xác định được nguyên nhân và chúng ta có chỉ định cho bệnh nhân nội soi đại tràng thì trị nội soi đại tràng này nên được thực hiện trì hoãn. Đối với bệnh viện Nhi gia đình thì ở thời điểm mà chúng tôi công bố cái kết quả này, thống kê cái kết quả này, thì ở giai đoạn đó là bệnh viện chúng tôi chia đổi công năng, và do đó thì chúng tôi có cái cơ hội được thực hiện nội soi tại giường cũng như là mình có cái phương tiện nội soi cấp cứu, vì chúng tôi có máy để đẩy đi tới giường của bệnh nhân nhiễm COVID-19, do đó chúng tôi thực hiện được tới 434 ca trên 56 ca bị xuất huyết tiêu hóa, và 41% là chúng tôi thực hiện nội soi trong vòng 12 giờ. Chỉ có khoảng 32% là chúng tôi thực hiện sau 24 giờ thôi. Tuy là cái số lượng bệnh nhân được thực hiện sớm nhiều như vậy, nhưng mà
khi mà thống kê thì thấy rằng chỉ có 8 bệnh nhân là cần phải nội soi can thiệp cầm máu, và với phương pháp can thiệp ở đây nó là kẹp cơ tiết hoặc là chích không kẹp hoặc là phẫu thuật tĩnh mạch thực quản, và chỉ có một bệnh nhân duy nhất là vì xuất huyết tiêu hóa do ca dạ dày xuất huyết nên chúng tôi cần phải phẫu thuật, còn lại hầu hết các bệnh nhân thì đều được kiểm soát bởi điều trị nội khoa mà nội soi không cần phải can thiệp. Dữ liệu này cũng một lần nữa khẳng định với chúng ta rằng hầu hết những cái trường hợp xuất huyết tiêu hóa ở trên bệnh nhân COVID-19 thì có thể được điều trị bảo tồn với điều trị nội, và chỉ định nội soi chỉ nên được đặt ra nếu như mà bệnh nhân có biểu hiện về rối loạn huyết động mà mình không thể kiểm soát được bằng điều trị nội khoa. Như vậy thì đối với những bệnh nhân COVID-19 mà có biểu hiện xuất huyết tiêu hóa thì cái kết cục lâm sàng của bệnh nhân như thế nào? Thì theo một cái nghiên cứu phân tích gộp năm 2021 thì tỷ lệ tử vong chung ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà chỉ COVID-19 là khoảng 19%, với khoảng tiên trợ 95% là từ 12,7 tới 27,6%. Tuy nhiên khi mà mình thống kê riêng về tỷ lệ tử vong do xuất huyết tiêu hóa thì tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 3,5%. Điều này cho thấy rằng hầu hết những trường hợp tử vong ở những cái ca mà COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa là do những cái nguyên nhân khác, tức là những cái biến chứng của COVID-19 chứ không phải là trực tiếp do xuất huyết tiêu hóa. Thì khi chúng tôi thống kê trên số liệu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì ở giai đoạn đó là trong 56 ca bị xuất huyết tiêu hóa thì có 26 ca tử vong, chiếm tỷ lệ là 46,4%. Tỷ lệ tử vong này tương đối khá là cao vì do điều kiện. Thời điểm đó là bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện tầng 3 và đa phần là điều trị những ca COVID-19 nặng với bệnh nền rất là nhiều. Và trong những cái trường hợp tử vong này thì chúng tôi thống kê về tử vong mà trực tiếp do nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa thì cũng thấy rằng tỷ lệ tử vong do xuất huyết tiêu hóa chỉ chiếm khoảng 10,7%, tức là hầu hết các bệnh nhân COVID-19 tử vong do các biến chứng khác của COVID-19 chứ không phải là trực tiếp do xuất huyết tiêu hóa. Và khi mà so sánh về nguy cơ tử vong giữa bệnh nhân COVID-19 bị xuất huyết tiêu hóa và bệnh nhân COVID-19 không xuất huyết tiêu hóa thì cái nghiên cứu phân tích cột này cũng thấy rằng không có mối liên quan giữa xuất huyết tiêu hóa và nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19. Còn về tỷ lệ tái xuất huyết thì tỷ lệ tái xuất huyết cũng dao động từ 6,8% cho đến 18% và chiếm tỷ lệ khoảng 11,3%. Kính thưa với đồng nghiệp, thì để kết thúc bài trình bày ngày hôm nay thì tôi xin phép được đưa ra một số cái kết luận quan trọng trong cái bài trình bày này. Thì đầu tiên là chúng ta thấy rằng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa là gia tăng ở bệnh nhân COVID-19 so với dân số chung. Và nguyên nhân thường gặp nhất mà gây ra xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 đó là cái bệnh lý vết dạ dày tá tràng. Và phần lớn những trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID-19 thì có thể được điều trị nội khoa bảo tồn. Và chúng ta chỉ nên chỉ định nội soi khi mà chúng ta đã cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích, và chỉ định cấp cứu, nội soi cấp cứu cho những trường hợp mà bệnh nhân COVID-19 xuất huyết tiêu hóa có huyết động không ổn định mà chúng ta không thể kiểm soát được bằng điều trị nội khoa. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Xin cảm ơn thạc sĩ Mai. Chúng tôi nghĩ là đó là một cái bài khá là quan trọng trong cái bối cảnh mà chúng ta mới vừa qua cái đại dịch, và chúng ta vẫn còn khá là nhiều cái bệnh nhân COVID-19, mặc dù là cái tỷ lệ những cái trường hợp bệnh nặng nhập viện thì có giảm đi đáng kể. Và mặc dù đó là cái dữ liệu mình thấy là khá khiêm tốn, nhưng mà thực tế khi mình nhìn lại y văn thì trên thế giới đã là một trong những cái số liệu mà chúng tôi nghĩ là đáng kể so với những cái nghiên cứu khác. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái phiên ngắn để thảo luận dựa trên hai cái bài trình bày vừa rồi, giống như tiến sĩ Hải đã có cái trao đổi và các bạn đồng nghiệp đã có gửi về một số cái câu hỏi. Và cái câu hỏi, cái phần câu hỏi đầu tiên á, thì có một số vấn đề thực tế liên quan đến cái trăn trở của doanh nghiệp là cái vấn đề điều trị trong cái bối cảnh thực tế có những cái khó khăn về cái chi phí. Và cái nhóm câu hỏi đầu tiên thì đặt ra cho cái bài của tiến sĩ Công, đó là một số những câu hỏi liên quan đến cái thuốc điều trị PPI đường tĩnh mạch mà gọi là đúng chính hãng thì nó khá đắt tiền, và do đó thì một số bệnh viện thì thấy rằng là đây là một cái vấn đề đôi khi nó là khó khăn, và có một số cái đề xuất và khuyến cáo là sử dụng thuốc viên đường uống thay cho thuốc chích. Thì câu hỏi của quý đồng nghiệp đặt ra là có thể làm được cái chuyện đó hay không, và nếu mà trong trường hợp mà chúng ta sử dụng PPI thì chúng ta có thể sử dụng cái thời gian ngắn hơn hay không? Xin mời tiến sĩ Công. Cảm ơn câu hỏi của đồng nghiệp. Thì đối với vấn đề xuất huyết tiêu hóa thì rất là nhiều guideline. Hiện nay Việt Nam chúng ta thì có hai cái PPI đường tĩnh mạch, đó là cái esomeprazole và pantoprazole. Và những cái khuyến cáo thì ở Việt Nam mình cũng đã đưa ra khuyến cáo của Bộ Y tế rồi, do đó chúng ta sẽ sử dụng cái liều này để điều trị trong trường hợp tiêu hóa.
Thì nếu trường hợp nó xuống tiêu hóa, đây là một cái cấp cứu nội khoa và ảnh hưởng đến cái tính mạng cho dẫn đến tử vong. Do đây chúng ta nên sử dụng những cái thuốc chính hãng để giúp cho vấn đề điều trị có hiệu quả hơn. Về vấn đề mà điều trị ngắn hạn hơn thì chắc chắn có trong một 72 giờ thì mình không có cái thời gian nào ngắn hơn nữa đâu. Cho nên cái 3 ngày thôi, do đó chúng ta phải cố gắng điều trị đúng 3 ngày. Còn vấn đề mà xuất huyết tiêu hóa mà chuyển qua thuốc viên uống thì đến năm 2018 thì có một cái guideline của châu Á Thái Bình Dương cũng đề nghị dùng cái PPI ngắt quãng hoặc là dùng cái PPI để uống, mặc dù đã đưa ra nhiều khuyến cáo như hiện tại ở Việt Nam mình đã chưa có thống vấn đề này. Do đó với chúng ta làm trên lâm sàng gặp những trường hợp xuất huyết tiêu hóa, chúng ta cũng nên sử dụng cái PPI liều cao, đó là 80 mg bolus, và sau đó là 80 mg trong vòng 72 giờ. Mình cũng không có thuốc ngắn, nhưng mà vấn đề dùng cái thuốc mà mình dùng thuốc chính hãng thì nó sẽ tốt hơn và nó an toàn hơn so với những cái thuốc brand name, nhưng mà so với thuốc generic. Nhưng mà thật sự ra đối với tùy theo tình hình kinh tế của bệnh viện và cũng tình hình kinh tế của bệnh nhân và ở vùng tuyến trước, nếu mà cái những vùng đó khó khăn quá mà chúng ta không có cái thuốc brand name thì chúng ta cũng thể sử dụng cái thuốc này cũng được. Đó là do tình huống của cái mỗi địa phương, có mỗi đơn vị. Chứ còn nếu trường hợp mà chúng ta rơi vào một cái bệnh viện ở tuyến trước mà chúng ta không có thuốc chính hãng, không thuốc brand name mà chúng ta phải chờ thì chờ là chờ không được, thì chúng ta có thuốc nào thì chúng ta sẽ được thuốc đó. Mà chủ yếu là chúng ta phải điều trị cho đúng lượng và đúng thời gian thì cũng đúng tập, không có tự động mà không biết được. Còn đối với vấn đề điều trị cái PPI ngắn hạn, PPI mà tích mạch ngắn hạn hay là dùng cái thuốc viên, thì trong cái guideline của châu Á Thái Bình Dương đã khẳng định nếu chúng ta sử dụng với điều kiện ở vùng đó có một cái phòng nội soi và có những chuyên gia về nội soi cầm máu rất an toàn thì chúng ta mới sử dụng, còn không thì thôi chúng ta cũng phải sử dụng lại cái PPI liều cao. Vâng, chúng tôi nghĩ đó là một cái số những cái thông tin rất là quan trọng, và đặc biệt cái điểm nhấn mạnh ở đây là nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có một cái phương tiện can thiệp nội soi mà tin cậy và có thể đạt được cái hiệu quả tốt, thì cái thuốc là một cái điểm rất là quan trọng để chúng ta có thể có cái niềm tin là có thể đạt được cái kết quả tốt cho bệnh nhân. Sau đây là một số những cái câu hỏi dành cho cái bài của thạc sĩ Mai. Đó là cái vấn đề liên quan đến điều trị xuất huyết tiêu hóa do COVID, thì liệu là theo y văn và những cái vấn đề mà cái thực tế điều trị tại nhân viên gia đình đó, thì có một cái sự khác biệt gì và những cái lưu ý gì ở những cái trường hợp xử trí xuất huyết tiêu hóa do COVID và không do COVID hay không? Cảm ơn câu hỏi của quý đồng nghiệp. Thì chưa bài trình bày vừa rồi thì tôi cũng có nói rằng là cái nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa thường gặp nhất ở những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đó là loét dạ dày tá tràng. Và cái hầu hết những bệnh nhân này thì có thể được kiểm soát khá là tốt với điều trị nội khoa bảo tồn. Thì cái việc điều trị xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 nó vẫn sẽ tuân theo những cái nguyên tắc điều trị nội khoa cơ bản, đó là quý đồng nghiệp vẫn phải truyền máu và truyền dịch, và vẫn phải ổn định huyết động của bệnh nhân, cũng như là sử dụng PPI nếu mà mình nghĩ đó là một cái trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên, không nên tăng áp cửa, sử dụng các cái thuốc co mạch nếu như mà nghĩ đó là một cái trường hợp xuất huyết tiêu hóa do tăng áp cửa, và phải điều chỉnh rối loạn đông máu cho bệnh nhân. Bởi vì trong cái bệnh nhân COVID-19 thì thường hay có kèm theo những cái rối loạn đông máu, thì đây là một cái sự khác biệt so với những cái bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thông thường. Trên bệnh nhân COVID-19 thì quý đồng nghiệp chú ý theo dõi cái chỉ số về PT cũng như là cái fibrinogen và tiểu cầu, và mình sẽ phải điều chỉnh các cái rối loạn đông máu này nếu như mà những cái chỉ số này nó ở cái mức mà nó làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, tức là tiểu cầu dưới 50.000 và cái chỉ số INE là dưới 1.5. Ngoài ra thì về vấn đề nội soi chẩn đoán thì thông thường nếu như bệnh nhân không bị COVID-19 thì chúng ta vẫn có thể thực hiện nội soi giống như cái khuyến cáo bình thường, tức là thực hiện nội soi sớm trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên đối với những cái ca mà COVID-19 thì nó sẽ tùy theo cái điều kiện điều trị tại nơi mà quý đồng nghiệp làm, tại vì một số bệnh viện được chuyển đổi công năng là hoàn toàn chỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 thôi, và tại đó thì chúng ta không có phương tiện nội soi cũng như là phương tiện nội soi tại giường hay là phương tiện nội soi cấp cứu. Thì như vậy nếu như mà quý đồng nghiệp gặp một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân COVID-19 và huyết động không ổn định mà mình không thể kiểm soát được bằng cái việc điều trị nội khoa, thì có lẽ là cần phải liên hệ để chuyển viện bệnh nhân đến một cái bệnh viện mà có nội soi. Thì hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh thì ở bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi thường là ở trung tâm điều trị COVID, trung tâm hồi sức COVID, thì những cái ca nào mà xuất huyết tiêu hóa không ổn định huyết động thì chúng tôi vẫn chuyển xe cấp cứu đi sang bệnh viện chính, cơ sở chính để thực hiện nội soi, và bác sĩ nội soi sẽ đặt PPE để thực hiện nội soi các cầm máu cái đó. Còn tại bệnh viện Nhân dân Gia đình của chúng tôi thì vì thời điểm đó chúng tôi chuyển đổi công năng, và tại bệnh viện thì có sẵn cái phòng nội soi luôn, do đó thì chúng tôi vẫn đẩy máy xuống giường bệnh nhân để soi và các cầm máu cho bệnh nhân. Thì đó là những cái điểm khác biệt giữa cái chuyện xử trí xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân COVID-19 và một bệnh nhân không COVID-19.
Cảm ơn thạc sĩ Lưu Ngọc Mai. Thì chúng ta cũng thấy rằng đối với bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà trên bệnh nhân COVID thì vấn đề điều trị thạc sĩ Mai cũng đã nói rất rõ, là chúng ta sẽ điều trị một cái cơ bản giống như một cái xuất huyết tiêu hóa thông thường khác. À, tuy nhiên thì chúng ta nhận thấy rằng là vấn đề nhận diện được bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 và nhận diện các cái dấu hiệu nặng ở bệnh nhân COVID-19 có xuất huyết tiêu hóa là một trong những cái điểm rất là khó khăn. Thứ nhất là chúng ta thấy bệnh nhân COVID-19 và có các cái tình trạng về sốt, mạch nhanh, vân vân, và huyết áp đột chẳng hạn, và tình trạng về việc thăm khám của người bác sĩ khi phải mặc bộ đồ bảo hộ, cũng như là các cái hạn chế không có những người thăm, những người nuôi bệnh. Và vì vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân COVID-19 là làm thế nào để nhận diện sớm. Và về các phác đồ điều trị thì thạc sĩ Mai cũng đã nói rất kỹ rồi. Ở đây thì chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi dành cho tiến sĩ Minh Công. Đối với những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày tá tràng sau khi được hồi sức dịch và truyền máu để ổn định huyết động, tuy nhiên là bệnh nhân này không thể nội soi được do có nào phổi AB đi kèm. Vì vậy thì đề nghị tiến sĩ Công giúp cho có phác đồ điều trị nội khoa nào tối ưu cho bệnh nhân hay không. Xin mời tiến sĩ Minh Công. Cảm ơn cái câu hỏi của đồng nghiệp. Thế với ở Việt Nam chúng ta thì là một trong những đất nước mà có tỷ lệ lao phổi rất là cao, và trong 22 nước mà cao nhất thế giới thì Việt Nam mình đứng thứ 12, 13. Như vậy đối với trường hợp xuất huyết tiêu hóa mà mình đã hồi sức cái mạch huyết áp ổn định mà bên trên bệnh nhân lao phổi, nếu trường hợp bệnh nhân lao phổi không có dấu hiệu suy hấp thì chúng ta vẫn nội soi dạ dày được, chứ không phải là trong quy định. Trong trường hợp bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân lao phổi mà tổn thương lao phổi này gây suy hô hấp mà chúng ta không thể nào nội soi được thì chúng ta xem như đây là một trường hợp xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng với phổi rác 1A 1B và chúng ta điều trị vẫn là PPI được cao, và sau đó là chúng ta theo dõi mạch huyết áp. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân khi chúng ta điều trị nội khoa mà không hiệu quả thì chúng ta sẽ hội chẩn với phòng soi, hội chẩn với nội hô hấp cũng như là phòng mổ, mà chúng ta phải phối hợp lại xem những trường hợp này chúng ta có cần đặt nội khí quản và để bệnh nhân soi trong cái một cái trong phòng mổ để giúp cho vấn đề nội soi hiệu quả, và chúng ta sẽ qua đó và chúng ta sẽ can thiệp được cái vấn đề chảy máu nếu trường hợp chúng ta điều trị nội khoa thất bại. Vâng. Chúng ta còn một số câu hỏi của quý đồng nghiệp nhưng mà nó lại liên quan đến một số cái chủ đề khác là gợt và xuất huyết tiêu hóa dưới, thành ra trong cái phần này thì nếu như cái cuối cái buổi trình bày này chúng ta còn giờ thì chúng ta sẽ có cái phần thảo luận thêm, hoặc là chúng ta sẽ có những cái chia sẻ riêng mà chúng tôi sẽ gửi cho AstraZeneca để gửi đến quý vị đồng nghiệp. Để kết thúc cái phiên này thì chúng tôi có một số những cái điểm xin muốn nhấn mạnh thêm liên quan đến cái vấn đề thực hành mà nó quay quanh những cái chủ điểm mà nãy quý vị đồng nghiệp đã đưa ra. Chúng tôi nghĩ rằng là khi chúng ta thực hành hiện tại là chúng ta thực hành theo chứng cứ, thành ra cái khuyến cáo dựa trên chứng cứ rất là quan trọng. Hồi nãy tiến sĩ Công có nhắc đến cái vấn đề là chúng ta sử dụng PPI đó, thì mặc dù các cái khuyến cáo thế giới người ta có bàn đến gần đây, người ta đưa ra có thể sử dụng thuốc PPI liều thấp đường tĩnh mạch, tức là chích ngắt quãng khoảng 12 giờ, hoặc là thậm chí sử dụng thuốc uống mà người ta thấy là cái chứng cứ có vẻ nó cũng tốt nữa. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn kỹ trở lại thì điểm quan trọng thứ nhất khi ứng dụng vào thực tế lâm sàng đó, thì cái mức độ chứng cứ của những cái khuyến cáo mà chúng ta sử dụng liều thấp hoặc là đường uống đó nó thấp hơn nhiều so với liều cao tĩnh mạch. Và điểm thứ hai đó là những cái can thiệp tại chỗ ở trong nước của chúng ta đó, ngay cả những cái cơ sở bệnh viện ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì cái mức độ mà gọi là can thiệp nội soi mà đạt được cái mức độ gọi là lý tưởng, tức là chúng ta có gọi là đối với nguy cơ cao thì chúng ta có sử dụng cái nhiệt đông, tức là chúng ta kẹp cầm máu hoặc là chúng ta sử dụng nhiệt đông, thì nó không phải là cái tỷ lệ cao. Do đó đó thì cái quan điểm của chúng tôi là với một cái bệnh cấp cứu mà trong trường hợp mà chúng ta không xử trí được tối ưu, trong phần lớn trường hợp thì chúng ta nên, để cho an toàn cho bệnh nhân thì chúng ta nên sử dụng một cách đúng chuẩn, tức là PPI liều cao đường tĩnh mạch 72 giờ. Và một cái điểm trong thực tế lâm sàng là chúng ta nói là liều cao 72 giờ, tức là 72 giờ tính từ khi bệnh nhân được can thiệp nội soi, chứ chúng ta tính từ thời điểm nhập viện là chúng ta ngưng sau 72 giờ là coi như chúng ta ngưng non. Một cái ý quan trọng nữa liên quan đến hai cái bài vừa rồi đó là thời gian. Đây là một cái nghiên cứu trong cái phần của tiến sĩ Cẩm nói rất quan trọng, tức là không phải can thiệp sớm là tốt, can thiệp sớm trong vòng 6 giờ gọi đồng nghiệp vô soi sớm trong vòng 6 giờ hóa ra lại là có khi là nguy cơ nó còn cao hơn. Và cái đây là một cái thông tin rất là quan trọng, chúng tôi nghĩ thông tin từ cái bài đầu tiên đó, để chúng ta có thể chỉnh sửa trở lại cái phác đồ bệnh viện để chúng ta không làm tăng tải cho đồng nghiệp.
mà nó lại an toàn cho bệnh nhân. Bởi vì chúng ta làm cấp cứu trong những trường hợp mà đại trà thì có thể là cái tay nghề của những cái đồng nghiệp mà phải ứng trực cấp cứu đôi khi nó lại không có phải là gọi là cái phải là cái chuẩn cao nhất của cái khoa xem. Và thứ hai, tức là cái bài của thạc sĩ Mai liên quan đến những cái trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa trên COVID, thì phần lớn trường hợp không phải tử vong do xuất huyết tiêu hóa, và do đó thì trong trường hợp cái nguồn lực giới hạn thì trong những trường hợp mà chúng ta có thể kiểm soát được thì có thể chậm trễ và chúng ta có thể lui lại và có thể làm trễ hơn 24 giờ hoặc thậm chí là trong vòng 12 tuần. Thì đó là những cái phần thông tin chúng tôi nghĩ là quan trọng trong cái phiên đầu tiên. Thì sau đây chúng tôi xin mời tiến sĩ Hải sẽ giới thiệu cái phiên thứ hai mà chúng tôi nghĩ là cũng rất lý thú. Sau hai bài báo cáo thì chúng ta cũng đã có những cái khái niệm cơ bản về xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là trên những bệnh nhân bị COVID-19. Tiếp theo thì một trong những cái điểm mới và mạnh mạnh cảm ơn tiến sĩ Hải, cảm ơn chủ tọa đoàn, giáo sư Đức. Thì trong cái điều trị mà xuất huyết tiêu hóa trên không do cái tăng áp cửa, thường thì cái vai trò đặc biệt của nội khoa cũng như là rất là quan trọng. Tuy nhiên khi mà điều trị nội khoa thất bại hoặc là điều trị nội soi thất bại thì một trong những lựa chọn thay thế để cho những cái trường hợp mà cần thiết phẫu thuật thì hiện tại bây giờ chính là cái chuyện điều trị bằng thần kinh động mạch. Thì trước hết thì tôi cũng lướt qua về cái tình trạng về cái tổng quan thôi. Thì những năm biết thì xuất huyết tiêu hóa trên thì thường người ta định nghĩa là dựa trên cái nguồn gốc chảy máu nó nằm ở phía trên dây chằng trait. Thường thì nó xảy ra ở các vùng như thực quản, dạ dày và thạch hàn. Theo cái Hopper và công sự năm 2001 thì nó chỉ có khoảng 550 ca trên 100.000 dân, tỷ lệ cũng tương đối là nhiều. Và nam thường thấy nhiều, nữ tỷ lệ khoảng 50% để tử vong. Thường là tử vong là do những nguyên nhân về những bệnh lý về đi kèm hoặc là ở bệnh nhân tuổi cao. Và nguyên nhân thì nó có rất là nguyên nhân. Tuy nhiên cái nguyên nhân thường gặp nhất chính là cái viêm rác dễ tá tràng. Cũng có thể là do cái Helicobacter pylori hoặc là sử dụng những cái thuốc NSAID hoặc là aspirin. Ngoài ra thì những cái nguyên nhân khác ví dụ như Marroi hội chứng viêm chợt do dạ dày hoặc là những gì giảm máu gì giảm máu cũng rất là thấp hoặc là tổn thương tiểu lòng phổi. Ngoài ra thì một số trường hợp có thể là gặp phụ. Còn những trường hợp hiếm gặp khác thì mình thấy cũng không có đề cập đến nhiều. Đây là một số hình ảnh nội soi cho thấy là cái điều trị cái những nguyên nhân gây cái xuất huyết tiêu hóa. Mà hình ảnh bên trái mình nhìn thấy đây là cái xuất huyết do lấy dạ dày tá tràng, lấy dạ dày, lấy tá tràng, hội chứng Mallory West hoặc là tổn thương tiểu lòng phổi. Ngoài ra thì những nguyên nhân khác ví dụ như ung thư dạ dày hoặc là dị dạng máu cũng có thể thấy được trên cái hình ảnh nội soi. Thì ngoài ra có một số cái nguyên nhân khác hiếm gặp hơn, ví dụ như cái do mạch tiểu ruột, mấy cái này từ đó là hiếm gặp, viêm tụy xuất huyết. Về những cái đứng trước một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa thì đánh giá lâm sàng rất quan trọng. Này thì tiến sĩ Công như là bác sĩ Mai đã cho thấy được cái chuyện mà khám lâm sàng nó quan trọng và đánh giá bệnh nhân như thế nào để có thể điều trị bước ban đầu cho tốt. Tôi cũng không lặp lại. Tuy nhiên cái yếu tố mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đây đó là khi mà trong cái quá trình điều trị nội khoa cũng như điều trị nội soi thì yếu tố mà thất bại được định nghĩa trong cái sau khi mà điều trị nội soi thất bại đó là sau khi mặc dù điều trị nội soi nhưng mà bệnh nhân vẫn còn sốc và hemoglobin vẫn tiếp tục giảm dù rằng mình có thể là truyền nhiều đơn vị máu. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải cân nhắc những trường hợp bệnh nhân có những bệnh lý nền nặng hoặc là những ổ rất lớn hoặc là những vị trí mà khó tiếp cận đối với nội soi thì đây là những trường hợp chúng ta cần cân nhắc khi mà bệnh nhân có những cái vấn đề mà nội soi và cái nguy cơ thất bại trong nội soi để điều trị cầm máu. Bây giờ chúng tôi xin lướt qua về cái phân loại Forest thì nãy tiến sĩ Công cũng đã cho thấy rồi. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến những yếu tố liên quan đến cái chẩn đoán hình ảnh học đối với những trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa.
đối với trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên mà không do cái tăng áp mạch cửa thì thường là các bác sĩ lâm sàng và cũng như các bác sĩ về điều trị nội soi thì thường sau khi điều trị như đó rất là ít khi cho cái thực hiện cái thủ thuật chụp các lớp vi tính hay còn gọi là chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc cường phản. Tại sao chúng ta cần phải có chụp các lớp vi tính có thuốc cường phản? Bởi vì sao? Khi mà có cái hình ảnh chụp các lớp vi tính có cường phản thì mình có thể mình định vị cái vị trí tổn thương và đồng thời có thể là giúp cho chúng ta có thể là tìm được cái vị trí đến một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên nếu mình sử dụng cái kỹ thuật mà chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang có thể làm chậm đi hoặc là làm ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa. Đây là một những cái vấn đề rất là nan giải. Bởi vì sao? Khi mà một bệnh nhân vào điều trị nội khoa thất bại, sau đó điều trị nội soi thất bại thì khi mà hội chẩn với lại các nhóm về X-quang can thiệp thì chúng tôi thường yêu cầu là nên là khảo sát cái chụp các lớp vi tính. Nhưng mà trong những một số trường hợp mà bệnh nhân rất là nặng chẳng hạn gì thì bệnh nhân đang trong tình trạng sốc thì cái chuyện mà để điều trị cho bệnh nhân chuyển cho bệnh nhân đi xuống phòng chụp các lớp vi tính để mà thực hiện cái kỹ thuật chụp này thì tương đối là khó khăn. Cho nên vấn đề rất là quan trọng như nãy tiến sĩ Công đã nói, đó là cái chuyện mình phải điều trị hồi sức một cách tích cực để giúp cho bệnh nhân ổn định và đồng thời nếu cần thiết phải làm cái thực hiện cái thủ thuật X-quang can thiệp để làm tắc cầm máu thì cái kỹ thuật hình ảnh học về chụp các lớp vi tính có cái tiêm thuốc cản quang là rất là quan trọng. Các lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang là nó rất là nhanh, chụp rất là nhanh. Đối với một số trường hợp mà những bệnh viện mà tuyến cuối có cái số dãy cái số lát cắt là khoảng 128 lát cắt trở lên thì chụp có tiêm thuốc thì cái diễn tiến cái thời gian mà chụp mà cỡ khoảng 5 đến 10 phút mà thôi thì có thể là làm rất là nhanh và đồng thời nó sẽ giúp định hướng cho chúng ta biết được rằng là đây là một trường hợp xuất huyết tiêu hóa do tổn thương động mạch hay là tĩnh mạch. Ví dụ như một cái tổn thương về tĩnh mạch thì cái chuyện tiếp cận về can thiệp nội mạch được tương đối là khó khăn. Nhưng nếu mà trường hợp mà tiếp cận một cái tổn thương động mạch được xác định rất rõ ràng, ví dụ mình có thể mình thấy rất là rõ ràng về cái giả phình hoặc là một cái phình mạch hoặc là một cái dấu hiệu mà thoát mạch nhìn thấy rõ trên cái hình ảnh các lớp vi tính thì có thể chúng ta định được vị trí và có thể tiến hành thực hiện can thiệp rất là nhanh. Có thể nói sơ qua về cái kỹ thuật chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc thì mình sẽ thực hiện nhiều thì ví dụ như đầu tiên là thì không thuốc, sau đó thì mình sẽ thực hiện cái thì mình sẽ quét qua cái vị trí mà tổn thương ở cái thì động mạch thì tĩnh mạch và đồng thời cho một cái thì tĩnh mạch muộn để có thể mình xác định được là tổn thương này chảy máu nè có thể là xuất phát từ động mạch hay là tĩnh mạch. Thì những cái dấu hiệu trên CT thì một đoán nữa chúng tôi sẽ trình bày sao. Ví dụ như đây là một trường hợp một cái thoát huyết tương phản rất là rõ ràng, mình nhìn thấy là cái thoát là cái dấu hiệu mũi tên thì mình thấy là đối với trường hợp là thoát huyết tương phản thì điều này là chắc chắn 100% là bệnh nhân có tổn thương mạch máu và sẽ gây cái tình trạng này. Nếu mà trường hợp nội soi cầm được hay không cầm hoặc là điều trị nội khoa này có thể là thất bại, bởi vì sau khi mà một cái chảy máu diễn biến như vậy á thì cái chuyện mà mình cho dù mình bù máu hoặc là mình nếu mình không kẹp hoặc là mình không làm ngưng chảy máu ở vị trí đó thì cái nguy cơ mà thất bại trong điều trị thì rất là có thể xảy ra. Đây là bốn trường hợp mà giả phình mình thấy rất là rõ trên cái phim CT thì khi mình chụp mình nhìn thấy có một phần của cái dấu hiệu của đây cái dấu hiệu này là cái dấu hiệu thoát mạch và đồng thời cái mũi tên ở phía trên đó là cái dấu hiệu của thoát mạch hoặc ở dưới đây là cái dấu hiệu của giả phình. Thì chính những cái yếu tố đó nó sẽ làm cho cái chuyện cho bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa hoặc thể thất bại trong cái điều trị nội khoa hoặc điều trị nội khoa soi. Trường hợp mà hiếm là cái do động mạch chủ ruột thì trường hợp này thì ở Việt Nam ta cũng không có thường gặp. Tuy nhiên một số trường hợp thì ở trên thế giới người ta ghi nhận được. Thì ngoài cái kỹ thuật chụp mà các lớp vi tính mà có tiêm thuốc tương phản thì cái chụp mạch máu số hóa thân nền khi có chỉ định để tiêm và tầm soát cũng như điều trị thì điều này rất là quan trọng. Và như chúng ta được biết á, thì để mà chẩn đoán được một cái xuất huyết tiêu hóa ở cái bệnh nhân mà qua cái chụp mạch máu số hóa sang nền thì mình phải đòi hỏi một cái chuyện là bệnh nhân phải có xuất huyết đang coi như diễn tiến và cái tốc độ chảy máu nó phải có thì mình mới thấy được.
Có trường hợp bệnh nhân mà ví dụ như chảy máu mà rỉ ra từ một cái niêm mạc thì gần như là cái khả năng mà chụp để phát hiện ra rất là thấp. Thì như vậy thì cái vấn đề nếu mình thấy được cái điểm chảy máu trên cái chụp cắt lớp vi tính, chụp cái xóa sọ nền là đi xây, thì cái điều đó được chắc chắn 100% là một cái xuất huyết tiêu hóa do cái nguyên nhân ở tại chỗ đó. Còn về độ nhạy thì rõ ràng là như nãy nói là nó phụ thuộc vào cái tốc độ diễn tiến, tốc độ chảy máu ở thời điểm mà bệnh nhân được thực hiện, cho nên cái độ nhạy của nó tương đối là rất là thấp, cho nên người ta sẽ không sử dụng cái hình ảnh chụp mạch máu xóa sọ nền dùng để chẩn đoán một cái xuất huyết tiêu hóa trên không do tăng áp mạch nữa. Chỉ định thì rõ ràng như nãy tiến sĩ Công có nói là đối với trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên mà mình cho chỉ định sớm trong trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa mà cho nội soi thì rõ ràng là nó không có lợi. Thì cũng tương tự vậy đối với trường hợp chụp mạch máu xóa sọ nền, mình chỉ định càng sớm thì không biết là có lợi không, bởi vì hiện tại bây giờ người ta vẫn chưa có một nghiên cứu sâu rộng nào về về trường hợp khảo sát cái hình ảnh chụp mạch máu xóa sọ nền sớm như vậy. Thì nếu mà trường hợp bệnh nhân có huyết động không ổn định và điều trị mà mất máu lớn mà không có đáp ứng được điều kiện nội khoa và nội soi, thì cái này là gần như là chắc chắn là ta cần phải có một lúc thứ hai để mà khảo sát. Và cái chuyện thứ hai là trong trường hợp nội soi thì mình không xác định được cái nguồn chảy máu, thậm chí kể cả trên chụp các lớp vi tính mình cũng không thấy được cái tình trạng chảy máu, hoặc là một cái tình trạng chảy máu nó cứ rỉ ra ngoài, thì lúc đó mình sẽ cân nhắc cái chuyện là khảo sát hình ảnh chụp mạch máu xóa sọ nền. Và trong cái quá trình chụp mạch máu xóa sọ nền thì nếu một bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa mà trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà bệnh nhân vẫn phải tiếp tục truyền máu ít nhất là 4 đơn vị, thì một những cái yếu tố đó là mình nên xem như là cân nhắc để mà khảo sát mạch máu xóa sọ nền. Cái lợi điểm của nó và những cái bất lợi thì dĩ nhiên cái bất lợi của nó là rõ ràng là cái gì, cái độ đặc hiệu của nó mặc dù là 100% nhưng mà cái độ nhạy của nó rất là thấp, cho nên là gần như là nó hoàn toàn nó không phải là khuyến cáo để mà là một bước đầu tiên để chụp chẩn đoán. Tuy nhiên cái lợi điểm của nó là khi mình khảo sát mạch máu, chụp mạch máu xóa sọ nền, thì khi mình nhìn thấy được cái tổn thương đang diễn tiến thì mình có thể điều trị bằng cách là tắc mạch một cách rất là đặc biệt, bằng cách là đưa vào bên cái vị trí tại chảy máu những cái dụng cụ rất nhỏ để có thể là mình tắt chọn lọc và giúp có thể cầm máu, và đồng thời nó làm giảm những cái nguy cơ mà biến chứng khác. Thì đây là một số cái protocol mà chúng tôi thường sử dụng tại bệnh viện Duyên Định. Thì thông thường thì một số trường hợp thì chúng tôi có thể là chụp không chọn lọc động mạch trụ bụng khi mà cái chuyện mà cái mốc giải phẫu học của động mạch thân tạng cũng như động mạch mặt trên rất là khó mà kiểm soát, hoặc là ở một số bệnh nhân lớn tuổi cái nguy cơ mà sơ hóa cái mạch máu nó nguy cơ nó cao, thì hoặc là những trường hợp bất thường về cái giải phẫu học thì chúng ta cũng nên chụp cái động mạch trụ bụng. Tuy nhiên thông thường ở tại bệnh viện Yên Định chúng tôi rất ít khi sử dụng chụp động mạch trụ bụng để mà chẩn đoán lúc ban đầu. Bởi vì sao? Mình tốn một lượng thuốc cản quang rất là lớn. Như chúng ta biết là khi sử dụng thuốc cản quang thì cái nguy cơ bệnh nhân suy thận sau khi làm can thiệp rất là cao, và đồng thời đối với những trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do xuất huyết tiêu hóa thì thường thì bệnh nhân cái huyết động bệnh nhân rất là không ổn định, cho nên là chúng tôi phải làm càng sớm càng nhanh càng tốt để có thể giúp cho bệnh nhân chuyển trải bệnh nhân trở về bên trong khoa phòng sau khi điều trị. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chọn lọc động mạch, những cái động mạch ở cái vùng tiêu hóa trên, đặc biệt là hai cái động mạch là động mạch thân tạng và động mạch mặt trên. Thì đối với một số trường hợp thì khi mà trường hợp mà có nghi ngờ thì chúng ta mới chọn lọc cái động mạch mặt trên dưới. Tuy nhiên hai cái động mạch mà quan trọng nhất và để khảo sát đó là động mạch thân tạng và động mạch mặt trên. Sau khi mình chụp động mạch thân tạng và động mạch mặt trên xong thì mình sẽ đánh giá từng rất là kỹ về hai cái hình ảnh khảo sát cái động mạch đó để xác định được cái vị trí tổn thương. Nếu mình đã xác định được vị trí tổn thương thì mình sẽ chọn lọc bằng cách là mình dùng cái micro cat nhỏ, tức là một cái viên ống thông nhỏ sẽ luồn qua cái ống thông lớn mà mình đã chụp qua động mạch thân tạng và động mạch mặt trên, sau đó mình sẽ tiếp cận cái vị trí tổn thương. Thì những cái viên ống thông này mà ở tại bệnh viện Yên Định chúng tôi sử dụng là khoảng từ 1.98 đến 2.7 French, và rất là nhỏ.
có thể là tiếp cận rất là tốt những cái vị trí mà rất là xa những cái nhánh động mạch gốc. Tốc độ ghi hình nó tùy thuộc, thông thường có thể là mình ghi hình từ 2 hình trên giây cho đến 7,5 hình trên giây. Tuy nhiên tại vì gia đình chúng tôi thường lựa chọn là 6 hình trên giây hoặc là 7,5 hình trên giây. Bởi vì sao? Cái tốc độ nhanh thì mình sẽ nhìn thấy và mình đánh giá nó rất là tốt, và đồng thời mình sẽ thực hiện cái kỹ thuật này trên cái nền xóa hình. Trong cái một số cái tác giả thì người ta khuyến cáo là trước khi mà mình tiến hành làm khảo sát mạch máu bằng cái chụp mạch máu xuất phát sang nền thì mình nên truyền cái thuốc cao gông để mà hạn chế nhiều động ruột, và đồng thời mình trong một số trường hợp thì mình có thể sử dụng những cái thuốc giãn mạch để mình đánh giá được kỹ rằng có phải là đây là cái điểm mà nó chảy máu hay không, hoặc là cái điểm này là cái điểm nghi ngờ, thì lúc đó mình có thể mình bơm cái thuốc giãn mạch để vào bên trong cái nhánh mạch máu mình nghi ngờ, rồi sau đó mình xác định là đây là có hay không có tổn thương. Đây là một số cái hình ảnh giải phẫu học về động mạch chủ. Thì chúng ta thấy là động mạch chủ đây là cái hình ảnh mà khi mình ta đặt cái cái lớn vào bên trong động mạch chủ và bơm thuốc để ghi hình toàn bộ, thì mình có thể nhìn thấy được là những cái động mạch thân tạng cũng như động mạch thận mặt da cạnh chân rất là rõ. Tuy nhiên như nãy tôi có nói, cái động mạch thân tạng là một những động mạch rất là quan trọng để mình đánh giá rất kỹ về cái hệ thống mạch động mạch vị trái, vị phải, động mạch vị tá, cũng như là những động mạch tủy, để mình xem cái nguyên nhân có thể tổn thương là những vị trí nào. Động mạch mặt treo trên cũng tương tự vậy, thì đối với trường hợp một số cái động mạch mặt treo trên nó có thể nó tạo một cái vùng cái vòng thông nối giữa cái động mạch mặt treo trên với động mạch thân tạng, cho nên dù rằng có thể là mình thấy chụp rồi khảo sát động mạch thân tạng nhưng mình vẫn phải khảo sát động mạch mặt treo trên để đánh giá rất kỹ nguyên cái vòng tuần hoàn nối cũng như là những cái có thể những cái biến thể mà ở mỗi người có thể là có một sự đặc biệt. Động mạch mạc treo dưới hiếm khi chúng tôi khảo sát, trừ trường hợp là bệnh nhân có đi kèm theo cái xuất huyết mạc dưới. Thì để chẩn đoán một cách chính xác cái nguyên nhân xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên bằng cái chụp mạch máu xuất huyết sang nền là nó có hai cái dấu hiệu, đó là dấu hiệu trực tiếp và dấu hiệu gián tiếp. Dấu hiệu trực tiếp có nghĩa là mình nhìn trên cái phim mình ảnh chụp, mình thấy cái dấu hiệu thoát mạch, tức là mình dấu hiệu đó là dấu hiệu của thuốc từ phải nó đi ra khỏi cái mạch máu và nó không còn nằm ở trong lòng mạch máu nữa, và nó có thể là nó khu trú tại chỗ nó tạo thành một giả phình hoặc là một cái diễn tiến của nó, ví dụ như một tổn thương ở lách thì nó có thể một trong những cái nhánh ở cái động mạch lách và nó có thể nó gây một cái giả phình xuất huyết bên trong cái dạ dày. Đó là một những cái trường hợp mà chúng tôi thường có gặp ở tại bệnh viện nhân định của chúng tôi, thì chúng ta có thể thấy một cách rất là rõ ràng. Còn ngoài ra thì có những dấu hiệu gián tiếp. Những dấu hiệu gián tiếp thì mình có thể mình thấy là cái giả phình. Giả phình là một cái tình trạng mà nó thoát mạch, nhưng mà cái phình mạch đó nó không phải là một phình mạch từ cái động mạch nó tổn thương ra, mà là cái tổn thương này có thể là tổn thương xuất phát, nó xuất huyết từ cái nhánh động mạch tổn thương, rồi sau đó nó bị những cái cơ quan xung quanh nó bao bọc, nó tạo thành một cái phình mạch, đó là một cái phần thoát thuốc ra ngoài. Thì đối với trường hợp giả phình là cái tổn thương giả phình này nó hoàn toàn là không có những cái lớp của mạch máu đi kèm. Ngoài ra những cái nguyên nhân gián tiếp khác, ví dụ như mạch máu nó không đều, bởi vì sau khi một tổn thương mạch máu thì bản thân mạch máu nó sẽ tự co nhỏ và tự coi như điều tiết, thì lúc này mình sẽ thấy được cái mạch máu nó sẽ bị co không đều, hoặc là những trường hợp mạch máu nó bị đứt đoạn. Ngoài ra thì những trường hợp dị dạng mạch máu thì mình có thể mình thấy được những cái trường hợp mà mạch máu nó giãn và có xuất hiện dẫn lưu cái tình mạch sớm. Một số trường hợp thì mình có thể mình thấy là cái tạo ra những cái sinh động tĩnh mạch hoặc là những cái sinh động tĩnh mạch trong gan tĩnh mạch cửa. Ngoài ra thì một trong những cái triệu chứng mà chúng tôi gọi là triệu chứng gián tiếp mà nghi ngờ thôi, đó thì tình xung huyết tại chỗ, cái vị trí mà mình nghi ngờ tổn thương, thì cái này thật sự mà nói cái triệu chứng mà xung huyết tại chỗ, cái chỗ mình nghi ngờ tổn thương thì thật sự là nó rất là yếu để mà mình kết luận rằng đó là một tổn thương. Tuy nhiên mình ghi nhận như vậy thôi. Đây là một số trường hợp, một số hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là một số hình ảnh trên cái phim chụp mạch máu xuất huyết sang nền, thì mình nhìn thấy cái dấu hiệu mà thoát mạch rất rõ. Đây là cái vị trí của thoát mạch. Đây cái vị trí thoát mạch đây. Cái khảo sát cái động mạch thân tạng thì mình nhìn thấy động mạch vị tá nó cho ra một cái vị trí thoát mạch, nó thoát mạch nó loang lộ. Thì khi mình tiếp cận cái động mạch vị tá thì mình thấy rõ ràng là
khi tiếp cận vô cái nhánh, đây là cái nhánh cái vi ống thông của mình tiếp cận rất là gần với cái vị trí tổn thương, thì mình nhìn thấy là khi mình tiếp cận vị trí rất là tổn thương thì mình chụp ra thì mình thấy là cái thuốc cản quang, cái thuốc tương phản đó nó chạy ra khỏi cái lòng mạch và nó tạo thành nó vết loang lộ rất là nhiều, và nhìn thấy rõ ràng là đối với trường hợp đấy thì mọi người sẽ là mình thấy nó xuất huyết, và cái xuất huyết này nó chạy dọc theo cái thì đây là một rõ ràng đây là một trường hợp xuất huyết thoát mạch một chất tương phản rất là rõ ràng, và đây là một cái trường hợp mà chúng tôi chẩn đoán đặc hiệu 100%, đây là bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa vì nguyên nhân là do tổn thương mạch máu của mạch một nhánh của động mạch tá tràng xuất phát từ mạch bị tá mà gây cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa. Để điều trị thì một lát nữa tôi sẽ nhấn mạnh sau. Tương tự vậy thì đây là một trường hợp xuất huyết tiêu hóa mà do một cái giả phình, cũng tương tự như tôi nói là cái chuyện mà điều trị cái giả phình đó thì cái do những cấu trúc xung quanh nó bao bọc vào bên trong cái tổn thương mạch máu, và chính vì cái bao bọc vào bên trong tổn thương mạch máu cho nên nó tạo một cái giả phình, và cái giả phình này hoàn toàn nó không có những cái lớp mạch máu cụ thể. Phình mạch ví dụ như là một trường hợp phình mạch rất là rõ, mình nhìn thấy nó tạo thành một phình mạch rất là rõ ở bên trong cái nhánh mạch máu, hoặc là những cái mạch máu nó co nhỏ do nó không điều, nó tổn thương khi một khi mà tổn thương xuất huyết thì cơ thể sẽ tự động điều chỉnh bằng cách là co nhỏ con mạch máu lại, và khi co những mạch máu vậy thì những cái yếu tố chỗ này nè là sẽ là những cái chỗ mà giúp chúng tôi nghi ngờ. Thì đối với những trường hợp khi mà giúp chúng tôi nghi ngờ như này, chúng tôi nói là khi mà điều chẩn đoán thì tôi sẽ luồn cái vi ống thông vào bên trong cái chỗ mà nghi ngờ, rồi sau đó chúng tôi sẽ dùng cái kỹ thuật là chúng tôi bơm cái thuốc giãn mạch. Thì bơm thuốc giãn mạch thì nếu tổn thương này mà thực hiện nó xảy ra thì chắc chắn cái chuyện mà xuất hiện cái thuốc tương phản nó thoát mạch, hoặc là những yếu tố mà mình nhìn thấy được là cái túi phình hoặc là những cái giả phình nó xuất hiện, hoặc là mũi trường hợp mình dẫn luôn tĩnh mạch sớm, đây cái mũi tên, cái đầu mũi tên trắng, nhìn thấy là ở chụp mới ở thì động mạch chưa có dấu hiệu gì ở thì buồn mà mình đã thấy có xuất hiện cái hệ thống tĩnh mạch rồi. Và đối với trường hợp mà dị dạng động tĩnh mạch ở cái hệ thống đường tiêu hóa thì thường là hiếm gặp như nãy trình bày trên. Tuy nhiên khi mà nó có cái trường hợp dị dạng động tĩnh mạch ở đường tiêu hóa trên thì một trong những cái biến chứng của cái dị dạng động tĩnh mạch đó là cái chuyện xuất huyết tiêu hóa, bởi sao nó gây mất cân bằng của cái hệ thống động và tĩnh mạch ở vị trí tiêu hóa. Về điều trị can thiệp vào mạch thì nó có hai cái, trước đây thì người ta dùng cái kỹ thuật là truyền cái thuốc con mạch là vasopressin, hoặc là mình làm kỹ thuật cầm máu. Trước đây thì dùng cái kỹ thuật vasopressin bởi vì sao? Chúng ta chưa có đầy đủ dụng cụ, chúng ta chưa có nhiều cái dụng cụ để lựa chọn để điều trị cầm máu. Cho nên sau này cái kỹ thuật truyền vasopressin thì gần như là chúng tôi không còn thực hiện nữa. Hoặc giả như ở một số nơi mà những bệnh viện xa xôi chẳng hạn vậy, cái hệ thống mà đi xe chúng ta không có đủ để cái khả năng để thực hiện cầm máu bằng cái kỹ thuật DAA thì có thể truyền vasopressin là một trong những lựa chọn. Tuy nhiên hiện tại bây giờ ở tại bệnh viện chúng tôi không còn sử dụng cái kỹ thuật truyền vasopressin. Thì cái truyền vasopressin nó là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ cũng tương tự vậy, chúng ta sẽ đưa cái ống thông vào bên trong cái động mạch tổn thương, cái động mạch mà mình nghi ngờ tổn thương. Rồi sau đó rồi mình sẽ bơm cái vasopressin vào bên trong cái nhánh động mạch đó, thì giúp trong quá trình đó nó sẽ giúp co thắt mạch máu ở cái mạch máu mình nghi ngờ tổn thương, và có thể nó gây cái tình trạng là giúp cho bệnh nhân coi như là có mạch tại chỗ. Tuy nhiên thật sự mà nói đối với những cái kỹ thuật này thì thật sự mà nói kỹ thuật rất là cũ, cho nên chúng tôi hình như là không sử dụng nữa. Cho nên hiện tại bây giờ tôi không còn biết tại này, cho nên tôi có thể là lướt qua về kỹ thuật này. Tôi muốn nhấn mạnh cái kỹ thuật thứ hai, đó là kỹ thuật cầm máu. Và kỹ thuật cầm máu ở tại bệnh viện Gia Định chúng tôi thực hiện đó là kỹ thuật hai kỹ thuật chính, đó là kỹ thuật cầm máu điểm, tức là mình đã thấy tổn thương thì mình sẽ luồn cái vi ống thông vào bên trong cái vị trí tổn thương và cầm máu bằng nhiều cái vật liệu mà chúng tôi có trong tay. Và cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật cầm máu bằng cái là cầm máu dự phòng. Thì cái cầm máu trong cái thuyên tắc mạch cầm máu trong cái suất tiêu hóa ở trên thì cái người ta đã chứng minh là cái hiệu quả của nó rất là tốt, và nó có thể là thay thế cho cái các phương pháp phẫu thuật.
Thì một số cái vật liệu cầm máu hiện tại bây giờ đang sử dụng tại bệnh viện Nhân Định thì cái cầm máu thì chúng tôi phân ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cầm máu tạm thời, ví dụ như là cái gel form là một cái miếng trong cái phẫu thuật hở thì cũng thường hay dùng. Thì gel form này nó sẽ có tác dụng là cầm máu tức thời, nhưng sau đó thì nó sẽ tự tan và tái thông lại cái mạch máu. Cho nên thường thì ít khi chúng tôi thực hiện sử dụng cái gel form trong trường hợp suy tiêu hóa trên. Ngoài ra có một số cái vật liệu cầm máu khác, ví dụ như là cái hạt tắc mạch bệnh viện là botulinum alcohol, thì BVA, cái hạt này nó sẽ tắc hoàn toàn và gần như là bệnh viện nó triệt tiêu luôn cái nhánh tổn thương mạch máu. Ngoài ra thì có những cái vật liệu cầm máu khác, ví dụ như coil. Như coil thì ví dụ như coil này là coil rời, thì mình sẽ sử dụng coil rời này, mình sẽ đưa vào bên trong cái nhánh động mạch lớn và đồng thời nó sẽ tắc hoàn toàn cái nhánh động mạch lớn. Thì chúng tôi chỉ sử dụng coil, tức là cuộn sóng thở so này, trong trường hợp điều trị cầm máu kiểu giống như là dự phòng đối với trường hợp tắc động mạch bị tái, để mà bởi vì trong trường hợp loét ổ loét lớn mà mình không nhìn thấy được cái tổn thương rõ ràng của xuất huyết thoát mạch, thì chúng ta có thể tắc động mạch bị tái để làm gì, làm giảm cái áp lực cái qua cái động mạch tá tràn trước và tạo thành sau, thì giúp khả năng là bình ổn được cái tổn thương loét lớn như vậy. Ngoài ra thì một số trường hợp hiếm, ví dụ có thể là sử dụng dụ. Tuy nhiên đối với trường hợp mà plug này thì tôi rất là không có thực hiện nhiều tại gia đình. Ngoài ra một số cái vật liệu khác, ví dụ như keo này là keo sinh học N-butin cyano acrylate, thì đối với trường hợp keo là một những cái vật liệu mà tắc cầm máu điểm rất là tốt, bởi vì sao, nó rất là nhanh và đông rất là nhanh và nó chỉ tắc ở tại cái vị trí gần cái tổn thương, cho nên là có thể là giúp cầm máu gần như là hoàn toàn và rất là tốt. Thì như nãy cũng có chúng tôi có nói là có hai cái nhóm mạch máu là nhóm cái vật liệu gây tắc mạch, là nhóm vật liệu tắc mạch tạm thời và nhóm vật liệu tắc mạch bệnh viện. Thì trong cái vật liệu tắc mạch đó, thì tùy thuộc vào mỗi một bác sĩ khoa can thiệp cái thói quen sử dụng cũng như là cái cách họ sử dụng. Tuy nhiên đối với trường hợp mà tắc điểm thì hai cái yếu tố, hai cái vật liệu tắc mạch tắc mạch bệnh viện tốt nhất đó là cái keo NBCA hoặc là cái hạt tắc mạch BBA. Ngoài ra thì một số cái trường hợp, đối với những trường hợp mà tác giả nước ngoài thì người ta không có quen cái sử dụng keo, thì người ta có thể sử dụng coil để mà làm tắc cái nhánh tổn thương lớn. Đây là một số cái trường hợp, đây là chúng tôi giới thiệu, đây là một trường hợp mình thấy rõ ràng là cái tổn thương của cái đồng một trong những cái nhánh của động mạch bị tái. Đây tên này nè, thì khi mà mình khảo sát là mình thấy được cái nguyên nhân chảy máu rồi, thì chúng ta có thể là chọn lọc vào bên trong cái dùng cái vi ống thông chọn lọc tiếp cận rất gần với cái chỗ tổn thương chảy máu. Khi tiếp cận rất gần cái tổn thương chảy máu thì chúng ta sẽ sử dụng một cái hỗn hợp keo NBCA với lại Liberon hòa vào bên trong đó, với lẫn với nhau. Thì thường cái tỷ lệ tùy thuộc vào cái tay nghề và tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người, có thể sử dụng tỷ lệ là 1:1 hoặc là 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 tùy thuộc, bởi vì mình muốn cái mức độ keo nó đi xa mức độ nào và cái tay của mình nó kiểm soát được cái keo, dòng chảy của keo như thế nào, cái đó là tùy thuộc vào mọi người. Coi thì giống như nãy tôi có nói, coi là cái cuộn sóng thở so nó chỉ tắc những cái mạch máu lớn thôi, cho nên trong trường hợp sử dụng coi là mình chỉ sử dụng nó khi mình không tiếp cận được tổn thương, mình không được tiếp cận được tổn thương ở một cái thời điểm, cái điểm mà tốt nhất để mà thể mình điều trị điểm, thì mình có thể mình tắc cái mạch máu lớn. Đối với trường hợp sử dụng coi để tắc mạch máu lớn thì mình chỉ sử dụng trong một số trường hợp sau đây, ví dụ như là một bệnh nhân bị loét tá tràng, loét lớn chẳng hạn vậy, mình không tìm thấy được điểm chảy máu thì mình có thể sử dụng coil để mình tắc cái nhánh động mạch vị tái để làm giảm cái áp lực vào bên trong động mạch bị tá tràng trước và tá tràng sau, để giúp có thể là tự lành. Nhưng trong trường hợp sử dụng coil, một khi mình đã tắc cái nhánh động mạch lớn, có nghĩa là mình sẽ không còn con đường nào để đi vào bên trong tiếp cận nếu bệnh nhân tái phát. Cho nên chúng tôi chỉ thực hiện ở trong một số trường hợp hàng hữu, bởi vì nếu bệnh nhân nặng, bệnh nhân lớn tuổi mà không có một cái nguy cơ phẫu thuật rất là cao, thì chúng tôi sẽ sử dụng cái kỹ thuật này để mà
làm giảm cái nguy cơ làm điều trị xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân. Thì đây là một những cái trường hợp, ví dụ như đây là tổn thương xuất huyết đường mật chẳng hạn, thì nhìn thấy là rõ ràng là cái xuất huyết này nó tạo ra cái giả phình ở trong đường mật, và có thể nó đưa lên cái tình trạng xuất huyết tiêu hóa trên thông qua đường mật. Thì có thể là tiếp cận bằng cách là đưa cái vi ống thông vào bên trong, tiếp cận gần đó rồi đặt cái coi đó. Thì đây là một những trường hợp mà đặt coi ở cái vị trí nó tương đối là xa, cho nên tương đối là an toàn. Hoặc như đây chúng ta thấy đặt để tắt cái động mạch vị tai, thấy là rõ ràng này, tắt cái động mạch vị tai, tắt vị tai. Và khi mà giống như nó là khi mà mình tắt cái nhánh động mạch lớn, thì giả sử nhiều trường hợp bệnh nhân có tái xuất huyết, thì cái chuyện mình tiếp cận một vị trí tái xuất huyết bằng con đường động mạch lớn này gần như là hoàn toàn không. Nên chúng tôi chỉ thực hiện khi ở bệnh nhân lớn tuổi, nhiều nguy cơ bệnh nền, và để tránh như trường hợp mà có thể phẫu thuật thì chúng tôi sử dụng này ở tại bệnh viện như thế này. Thì đây là một số kỹ thuật, ví dụ là tắt để mà tránh không có hiện tượng là khi mình tắt nhánh động mạch lớn thì mình sẽ tắt cái đoạn đầu xa trước cái chỗ vị trí chảy máu, hoặc và sau đó là mình sẽ tắt dài đến cái vị trí chảy máu. Bởi vì sau khi đối với những trường hợp bệnh nhân ở xuất huyết tiêu hóa thì như chúng ta biết là cái đường tiêu hóa mình, những cái thông nối giữa cái động mạch, giữa các động mạch với nhau rất là lớn, cho nên nếu mà trường hợp mình tắt ở gốc, mình không tắt cái đoạn đầu xa, thì cái nguy cơ tái lập tuần hoàn lại từ cái đoạn, từ những cái tuần hoàn bằng hệ nó sẽ đổ vào bên trong cái vị trí tổn thương chảy máu là có thể là xảy ra. Cho nên đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cái kỹ thuật tắt của mình cũng là tắt lúc nào cũng tắt ở đoạn đầu xa chỗ mà vị trí tổn thương mình nghi ngờ chảy máu, rồi sau đó mình đưa về cái vị trí gần để mình tắt. Đây là một những kỹ thuật tương đối là thường sử dụng. Thì tắt những cái kỹ thuật này chúng tôi thường sử dụng tại bệnh viện như định tôi trình bày sơ qua. Thì khi mình thực hiện kỹ thuật tá mạch thì nó hiệu quả tương đối là tốt, hiệu quả tương đối là tốt. Thì mình thấy rằng cái tỷ lệ thành công về cái kỹ thuật là khá tốt, có thể là đạt đến 100% tùy theo vào một số nghiên cứu, và cái tỷ lệ biến chứng của nó cũng được đó là nó thấp, không có thực sự là cao. Tuy nhiên chúng tôi chỉ thực hiện này khi mà chọn lọc bệnh nhân rất là kỹ lưỡng, và có rất là nhiều nghiên cứu, dù rằng những cái nghiên cứu cho thấy cái sự khác biệt nhau. Ở tại bệnh viện chúng tôi chưa có một thống kê, dù rằng chúng tôi làm rất là nhiều nhưng mà chúng tôi chưa thống kê, và hy vọng rằng trong tương lai rất là gần chúng tôi sẽ có một thống kê để cho thấy được rằng cái tính hiệu quả cũng như là cái tỷ lệ biến chứng mà chúng tôi gặp ở tại cái số liệu bệnh viện nhân gia đình. Thì biến chứng có thể gặp là thiếu máu ruột. Điều này chúng ta rất là rõ ràng là khi mà trường hợp mà chúng ta tắt một cái nhánh mạch máu ở bên trong cái đoạn ruột thì cái nguy cơ tưới máu xa đoạn ruột là có thể có. Cho nên đối với trường hợp mà để tránh biến chứng này thì chúng ta cần phải tắt điểm hoặc là điều trị tắt một cách rất là chủ động, và phải hiểu biết được một cái liên quan đến giải học của vùng này rất là tốt, đúng là mình có thể tránh được. Ngoài ra thì những cái biến chứng khi mà trong quá trình can thiệp, ví dụ như có thể là gây bóc tách, gây thủng, gây giả phình, thì thực sự mà nói là cái biến chứng này là có ghi nhận ở trên thế giới. Tuy nhiên ở tại bệnh viện chúng tôi cho đến hiện tại bây giờ những biến chứng này gần như là chúng tôi chưa có gặp, không có gặp. Bởi vì sao? Nếu mà trường hợp mà một cái nhóm, một cái ekip mà được đào tạo một cách cơ bản và có một sự cẩn trọng trong cái chuyện mà thực hiện thủ thuật, thì cái biến chứng này có thể là tránh. Một những cái nguyên nhân biến chứng nữa là có thể thường gặp, đó là cái độc thận. Độc thận do thuốc cản quang, thì cái này là trong bất kỳ một cái thủ thuật nào mà sử dụng cản quang thì đều có thể là đưa đến cái biến chứng này. Ngoài ra thì những cái biến chứng phụ khác, ví dụ như tụ máu vùng đùi, là cái vị trí mà chúng tôi xuyên kim vào và đưa vào cái bộ dẫn đường đi vào để có thể tiếp cận được cái tổn thương, tiếp cận được các động mạch, và nó có thể khi mà quá trình là thực hiện thì có thể là bệnh nhân bị tụ máu vùng đùi. Và thông thường những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa thì có thể có những cái rối loạn đông máu, bởi vì bệnh nhân có xuất huyết lượng nhiều và có thể là mình bù không kịp thì cái nguy cơ tụ máu vùng đùi tương đối là cao. Ngoài ra thì có những cái triệu chứng khác, ví dụ là đầu cũng không qua, những cái triệu chứng này tương đối là phổ thôi. Một số cái yếu tố tiên lượng kết cục điều trị thì một số tác giả cũng cho thấy cái yếu tố tiên lượng, và người ta thấy rằng cái yếu tố mà cái bệnh lý đông máu là một những yếu tố mà cần phải được xem xét rất là nhiều. Ngoài ra thì tại vì gia đình cũng có cái thực hiện cái phương pháp bà cụ phẫu thuật. Tuy nhiên là
phẫu thuật càng ngày càng ít dần trong cái một là một những cái phẫu thuật lựa chọn ít dần tại bệnh viện dự định, bởi vì nếu mà trường hợp chúng ta thất bại trong điều trị bằng can thiệp X-quang thì cái chuyện phẫu thuật sẽ được đặt ra. Tuy nhiên cái lượng bệnh cũng như là cái tỷ lệ để đạt được ở cái những cái trường hợp bệnh nhân đó thì tương đối là thấp. Như vậy thì đối với trường hợp xuất huyết tiêu hóa trên thì như chúng ta đã biết, cái vấn đề xuất huyết tiêu hóa trên điều trị nội nội khoa và nội soi là luôn luôn là quan trọng. Và gần đây thì cái chuyện mà là tắc mạch niệm được xem như là một những cái yếu tố lựa chọn thứ hai sau những cái điều trị bắt đầu quan trọng là điều trị nội khoa và điều trị nội soi, và nó có thể là dần dần thay thế cho cái phương pháp điều trị phẫu thuật. Và xin hết. Xin cảm ơn thạc sĩ Luân đã cho một cái bài rất là sâu và rất là chi tiết về cái các cái phương pháp can thiệp mạch để xử trí xuất huyết tiêu hóa trên. Thực sự là ở tại bệnh viện thì chúng ta thấy là công việc khá là bận rộn, nên là cũng ít có khi nào ngay cả trong cùng bệnh viện chúng tôi có cái cơ hội để có thể ngồi cùng với nhau mà có thể nghe các đồng nghiệp trao đổi như vậy. Thực sự ra thì cái khoa, cái đơn vị can thiệp X-quang can thiệp của thạc sĩ Luân đã làm được rất là nhiều các cái ca. Mình tiếc cái là thạc sĩ Luân ngày hôm nay chưa có chia sẻ, nhưng mà chắc có lẽ là trong cái phần thảo luận thì hy vọng sẽ có những cái thông tin. Nhưng thật sự là những cái ca gọi là cứu bồ, bởi vì là những cái trường hợp bệnh nhân lớn tuổi rồi, bệnh lý đủ thứ hết, không thể phẫu thuật được, nhưng mà trong trường hợp đó thì bệnh nhân đã có thể an toàn xuất viện nhờ vào cái sự hỗ trợ của các đơn vị, của đơn vị X-quang can thiệp. Và mình nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, thành ra là cái bài cuối cùng của ngày hôm nay đó, nó là một cái bài liên quan đến cái phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa, và một cái nhìn từ một cái gọi là cái lĩnh vực mà chúng ta thấy là rất là gần và có nhiều cái nguồn bệnh xuất huyết tiêu hóa để gửi cho khoa tiêu hóa. Do đó thì cái bài cuối cùng chúng tôi xin mời thạc sĩ Gia Minh Nhật sẽ trình bày cái quan điểm của tim mạch về phòng ngừa cho những cái trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch và chúng ta ngừa xuất huyết tiêu hóa. Xin mời thạc sĩ Nhật. Kính thưa quý giáo sư tiến sĩ Quốc Tổng Đức, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, kính thưa các thầy cô, các anh chị và các bạn, thì qua ba cái phần trình bày vừa rồi chúng ta thấy là rõ ràng cái xuất huyết tiêu hóa là một cái bệnh lý cấp tính và nặng nề, thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái chiến lược xử trí cấp cứu đúng đắn và một cái kế hoạch theo dõi dài hạn thích hợp để chúng ta có thể làm giảm được những cái biến chứng và cải thiện được cái tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên thực sự ở những cái trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì đây là một cái bệnh lý dường như nó không có độc nhất, bởi vì ở những cái trường hợp bệnh nhân thuộc các chuyên khoa khác nhau hoặc là bệnh nhân có những cái yếu tố nguy cơ khác nhau thì đòi hỏi chúng ta đôi khi phải có một cái chiến lược xử trí nó hơi riêng biệt một tí. Thì bệnh nhân tim mạch thì thực sự nó là một cái thực thể riêng biệt và đặc trưng đó, bởi vì đối với những trường hợp bệnh nhân tim mạch thì bệnh nhân thường sử dụng những cái thuốc kháng đông hoặc là sử dụng những cái thuốc kháng tập tiểu cầu mà chúng ta gọi chung là những cái thuốc chống đông máu. Thì khi mà bệnh nhân tim mạch, bệnh nhân có xuất tiêu hóa thì chắc chắn cái việc xử trí xuất tiêu hóa và cái tiên lượng xuất tiêu hóa nó sẽ khác hoàn toàn so với những trường hợp bệnh nhân xuất tiêu hóa mà không có cái bệnh lý về tim mạch. Và đồng thời thì bản chất cái xuất tiêu hóa đó nó cũng là cái yếu tố tiên lượng độc lập về tử vong dài hạn ở những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Chính vì thế với những cái nguy cơ đó thì với vai trò là một cái bác sĩ về tim mạch ấy, thì lúc nào khi mà chúng ta điều trị cho bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch hoặc là có yếu tố nguy cơ tim mạch thì lúc nào chúng ta cũng phải khá thể hóa để phòng ngừa cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên những cái nhóm đối tượng bệnh nhân này. Và một khi mà cái xuất huyết tiêu hóa đã xảy ra rồi thì cái vấn đề cá thể hóa nó càng quan trọng hơn nữa để làm sao chúng ta có thể tối ưu đồng thời cả kết cục tim mạch và cả kết cục tiêu hóa. Thì đó là cái nội dung của phần trình bày hôm nay. Xin kính thưa quý thầy cô, các anh chị và các bạn, thì chúng ta đều biết á, là bệnh tim mạch chính là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Và nói về cái bệnh tim mạch đó, thì các bệnh lý mà thuyên tắc huyết khối động mạch và tĩnh mạch thì lại là cái nguyên nhân tử vong thường gặp nhất. Và tùy theo cái cơ chế vệ sinh mà chúng ta sẽ có những cái dạng thuyên tắc huyết khối động mạch và tĩnh mạch khác nhau, và cái việc lựa chọn thuốc kháng đông và thuốc kháng tập tiểu cầu nó tùy theo cơ chế vệ sinh như vậy. Và chúng ta có khá là nhiều cái bệnh lý thuyên tắc huyết khối hoặc là những cái nguy cơ mà chúng ta phải điều trị những cái thuốc chống huyết khối. Và trong thời lâm sàng thì chúng tôi tạm chia những cái bệnh lý đó là bốn tình huống lâm sàng chính thôi. Thứ nhất là những cái trường hợp mà bệnh nhân hoàn toàn không có bệnh lý tim mạch gì hết, thì lúc này trong một số bệnh nhân mà có nguy cơ cao có biến cố thuyên tắc huyết khối về sơ vữa đó thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng aspirin liều thấp. Đối với những cái trường hợp nhóm lâm sàng thứ hai là những trường hợp bệnh nhân mà có hội chứng bệnh cấp, thì các anh chị đều biết là bắt buộc cái bệnh nhân này nếu mà can thiệp mạch vành rồi thì bệnh nhân phải được sử dụng cái thuốc kháng tập tiểu cầu kép, là định nghĩa là bao gồm aspirin có một thuốc ức chế P2-12 trong thời gian kéo dài là khoảng 6 tháng đến 12 tháng.
đối với những trường hợp bệnh nhân không có hội chứng bệnh cấp hoặc bệnh nhân đặt stent chẳng hạn, thì lúc này bệnh nhân vẫn được điều trị kháng rất là triple ghép với cái thời gian điều trị ngắn hơn, có thể từ 3 đến 6 tháng. Và cái nhóm bệnh cảnh lâm sàng thứ tư mà chúng ta ngày càng gặp càng nhiều trong thời lâm sàng đó là những cái trường hợp bệnh nhân rung nhĩ. Và đối với những trường hợp bệnh nhân rung nhĩ và chúng ta đã xác định rằng bệnh nhân này có nguy cơ tương tác với khối hệ thống cao thì bắt buộc là bệnh nhân phải được điều trị kháng đông và thời gian điều trị là suốt đời. Thì với một cái bệnh cảnh lâm sàng tim mạch như vậy thì rõ ràng khi mà chúng ta điều trị cái bệnh nhân đó thì chắc chắn là cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân nó sẽ cao hơn so với dân số chung. Và tuổi bệnh nhân được xem như là một yếu tố tiên lượng độc đặc quan trọng đối với những nguy cơ xuất huyết tim mạch trên. Thì các anh chị thấy cái trục ngang á, là cái tuổi của bệnh nhân, và cái trục thẳng đứng chính là cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa sau một năm chúng ta điều trị những thuốc chống đông máu. Thì mình thấy rõ ràng là mặc dù là bệnh nhân có rung nhĩ đơn độc hoặc là bệnh nhân có bệnh mạch vành đơn độc, hoặc là những trường hợp bệnh nhân vừa rung nhĩ bệnh mạch vành đi chăng nữa, thì khi tuổi bệnh nhân càng cao thì mình thấy rõ ràng là cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa bệnh nhân sẽ càng cao khi chúng ta điều trị những thuốc chống đông máu. Bên cạnh đó thì các chị thấy là khi mà có cái bệnh cảnh số bệnh cảnh lâm sàng mà bệnh nhân có chỉ định điều trị thuốc chống đông máu càng nhiều thì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa bệnh cũng càng cao. Và điều này có thể rất là dễ hiểu, tại vì khi số bệnh cảnh lâm sàng càng nhiều như vậy thì cái số lượng thuốc chống huyết khối chúng ta điều trị ở các bệnh nhân tim mạch nó sẽ càng nhiều. Và một khi mà cái xuất huyết tiêu hóa nó hiện diện thì các chị thấy là rõ ràng nó sẽ thay đổi hoàn toàn kết cục của những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Thì cụ thể đây là những trường hợp bệnh nhân mà sau khi can thiệp vành qua da gọi là PCI trên một cái đoàn hệ khá lớn gần 6.200 bệnh nhân, thì các chị thấy sau một năm điều trị khá là từ đầu thì mình thấy cái biến cố xuất huyết tiêu hóa thì dường như đây là một cái biến cố xuất huyết thường gặp nhất ở trong tất cả các biến cố xuất huyết khác, chiếm tỷ lệ là khoảng 32%. Và cái biến cố xuất huyết tiêu hóa thì bản chất nó là một yếu tố tiên lượng rất là mạnh, bởi vì các chị thấy là sau khi ngay cả sau khi điều chỉnh với những cái yếu tố tim mạch kinh điển chẳng hạn như có đái tháo đường, hút thuốc lá, suy thận, bệnh ngoại viêm, hoặc đó là những cái những độ nặng của những mắc cơ tim tại thời điểm ban đầu, thì sau khi điều chỉnh tất cả với những cái yếu tố tim mạch kinh điển đó thì cái xuất huyết tiêu hóa nó vẫn là một yếu tố tiên lượng mạnh. Những cái trường hợp bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa sau khi mình can thiệp mạch vành như vậy thì cái nguy cơ tử vong mắc cơ tim hay đột quỵ sau một năm nó đều tăng gấp 3,7 lần so với những trường hợp bệnh nhân không có xuất huyết tiêu hóa. Chính vì thế mà nói với các bác sĩ tim mạch thì xuất huyết tiêu hóa dường như là cái nỗi sợ rất là lớn, và cái nỗi sợ này thì được mã hóa thành những con số mà khiến chúng ta phải rất là giật mình. Thì các anh chị thấy là nếu những cái trường hợp bệnh nhân xả aspirin đều thấp thì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên nó sẽ tăng gấp đôi so với những cái dân số chung, và cái nguy cơ này tăng gấp 7 lần đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân được điều trị kháng tập tụy cầu ghép. Và ở một cái bệnh nhân nào đó, nếu mà chúng ta vừa điều trị kháng tập tụy cầu ghép và chúng ta vừa điều trị kháng đông thì lúc này cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên nó tăng đến 10 lần. Và với chính vì những cái nguy cơ đó, vì thế mà khi một cái bác sĩ tim mạch mà chúng ta điều trị một thuốc kháng đông và thuốc kháng tập tụy cầu ở những cái trường hợp bệnh nhân của mình thì lúc nào chúng ta cũng phải xác định cho đúng cái nhóm đối tượng mà bệnh nhân sẽ được hưởng lợi ích từ cái chuyện mà chúng ta can thiệp, để làm sao cái lợi ích mà chúng ta đạt được nó sẽ nhiều hơn cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Và để đạt được cái chuyện đó thì chúng ta phải cá thể hóa cái chuyện điều trị của mình. Thì cá thể hóa này thì chúng tôi muốn nói đến cái chuyện cá thể hóa trong cái phòng ngừa tiên phát, là đối với những trường hợp bệnh nhân chưa có xuất huyết tiêu hóa gì hết mà chúng ta điều trị những thuốc kháng đông hoặc thuốc kháng tập tiểu cầu. Và vấn đề thứ hai là cái phòng ngừa thứ phát, là đối với những trường hợp bệnh nhân đã xuất huyết tiêu hóa rồi thì cái việc lựa chọn cái thuốc kháng đông và thuốc kháng tập tiểu cầu sau đó như thế nào, cũng như cái thời gian mình ngưng thuốc như thế nào, là chúng ta có thể tối ưu được đồng thời cả kết cục tim mạch và cả kết cục về tiêu hóa. Thì vấn đề đầu tiên chúng tôi muốn nói đến là cái chuyện vấn đề mà chúng ta sử dụng những cái thuốc chống huyết khối ở những cái trường hợp bệnh nhân có bệnh lý và tim mạch thì bệnh nhân này chưa có xuất huyết tiêu hóa gì hết. Thì lúc này cái vấn đề cá thể hóa ở đây thì chúng ta đưa vào ba cái bệnh cảnh lâm sàng chính. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta sử dụng aspirin liều thấp. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng kháng nó cặp tiểu cầu kép. Và vấn đề thứ ba là chúng ta sử dụng kháng đông ở trong cái rung nhĩ. Thì cái vấn đề đầu tiên, bệnh cảnh lâm sàng đầu tiên chúng ta rất là thường gặp đó chính là cái aspirin liều thấp. Thì các anh chị thấy là trong trường hợp lâm sàng ở phòng khám ngoại trú chúng ta có khá là nhiều những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân có bệnh thận mạn, bệnh nhân có đái tháo đường, thì mình được kê đơn là aspirin liều thấp mặc dù những bệnh nhân này hoàn toàn không có một cái biến cố tim mạch như sơ vữa trước đó. Như vậy thì vai trò của aspirin trong những tình huống này như thế nào? Thì đây là một cái phân tích gộp gần 15 thử nghiệm lâm sàng trên 165.000 bệnh nhân được sử dụng aspirin liều thấp hơn một năm để phòng ngừa tiên phát những cái biến cố tim mạch. Thì trong đó bao gồm rất là nhiều cái nghiên cứu có những cái bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân có bệnh thận mạn đoạn 3-4. Thì kết quả chung của những nghiên cứu này cho thấy là khi mà chúng ta sử dụng aspirin trong cái chuyện phòng ngừa những cái biến cố tim phát tim mạch như vậy thì hoàn toàn chúng ta không cải thiện được những cái biến cố tử vong, đó là tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong tim mạch, thì chúng ta đều không có sự khác biệt so với chúng ta điều trị giải dược. Chúng ta chỉ có giảm được tí xíu nguy cơ về nhồi máu cơ tim không tử vong là 18%, nguy cơ đột quỵ thiếu máu não là 13% thôi. Nhưng mà các chị thấy là cái giá chúng ta phải trả
đó chính là cái nguy cơ xuất huyết nó cao hơn gấp 1-5 lần so với cái chuyện mà chúng ta điều trị giải dược. Gồm xuất huyết lớn và xuất huyết tiêu hóa cũng tăng tương tự là 1-5 lần, và cái xuất huyết chúng ta sợ nhất đó là xuất nội sọ cũng tăng 1-3 lần so với cái chuyện mà chúng ta điều trị giải dược. Chính vì thế khi mà tập trung, khi mà chúng ta gặp lại những nghiên cứu RCT như vậy, thì đối với điều trị aspirin điều thấp trong dự phòng tiêm phát, thì các anh chị thấy là cái number needed to treat, nghĩa là cái số bệnh nhân mà chúng ta điều trị để có thể giảm được một cái biến cố nhồi máu cơ tim hoặc là biến cố đột quỵ thiếu máu não, các anh chị thấy từ 380 tới 500. Trong khi đó cái số lượng chúng ta điều trị một bệnh nhân có thể điều trị để có thể thấy một cái biến cố là xuất huyết đó, thì thấp hơn chỉ còn khoảng là 222 bệnh nhân thôi. Chính vì thế từ năm 2019 á, thì khuyến cáo của ACC là hội trưởng môn tiêm Hoa Kỳ và hội tiêm mạch Hoa Kỳ đã nói rất là rõ ràng, thì aspirin liều thấp thì chúng ta chỉ nên sử dụng cái đối tượng những cái đối tượng mà bệnh nhân có nguy cơ cao có biến cố tim mạch do sơ vữa, và những bệnh nhân này thuộc lứa tuổi từ 40 tới 70. Nhưng mà đặc biệt là bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân không được có tăng nguy cơ chảy máu, và nguy cơ chảy máu cao này là những trường hợp bệnh nhân từ 70 tuổi trở lên, những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý về đông máu, những bệnh nhân có bệnh thận mạng, những bệnh nhân có tiền có sử dụng chung những cái thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu như là kháng đông aspirin, kháng đông hoặc là warfarin hoặc là NSAID v.v. Và những cái nguy cơ cao bệnh lý tim mạch do sơ vữa được xác định là những cái trường hợp mà bệnh nhân có tiền căn gia đình chứng mắc nhồi máu cơ tim sớm, những trường hợp mà chúng ta chụp CT mạch vành chúng ta thấy có thang điểm voi hóa cao, hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân sau khi chúng ta tới ô điều trị nội khoa vẫn không kiểm soát được huyết áp, không kiểm soát được đường huyết, thì đối với những trường hợp bệnh nhân này thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng aspirin liều thấp, bởi vì trong những đối tượng bệnh nhân này thì rõ ràng chúng ta kỳ vọng đó là cái lợi ích mà chúng ta đạt được là giảm được các biến cố tim mạch do sơ vữa nó sẽ nhiều hơn là cái nguy cơ xuất huyết và đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa trên. Thì chúng thấy rõ ràng với aspirin chúng ta vẫn thấy là có một cái nguy cơ xuất huyết là nhiều như vậy rồi, thì chắc chắn khi mà chúng ta sử dụng aspirin phối hợp với một cái thuốc ức chế PH12 hay là một cái thuốc kháng tập tiểu cầu khác, thì chắc chắn là cái nguy cơ xuất huyết và nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa nó còn nhiều hơn nữa. Thì cái nghiên cứu OKI sẽ là nghiên cứu được thiết kế để trả lời câu hỏi đó. Thì trong nghiên cứu này, cái cận lâm sàng chính, hình học chính là những trường hợp bệnh nhân sau khi mà bệnh nhân được PCI, sau khi bệnh nhân đặt stent xong, thì 1000 bệnh nhân này sẽ được nội soi viêm nang dưới sự kiểm soát của từ trường. Và trong 1000 bệnh nhân này thì những cái trường hợp bệnh nhân mà sau khi nội soi xong mình thấy có rét á, thì những bệnh nhân này được loại khỏi hoàn toàn nghiên cứu, và chỉ còn lại là 629 bệnh nhân ở thời điểm ban đầu là hoàn toàn không có rét gì hết trên đường tiêu hóa, thì điều trị kháng tập tiểu cầu kép trong vòng 6 tháng. Thì 6 tháng sau người ta soi lại, thì 6 tháng sau soi lại nếu trường hợp mà có rét mới xuất hiện người ta bỏ ra, và sau đó người ta tiếp tục theo dõi tới 12 tháng. Thì trong những bệnh nhân này thì sẽ sau 6 tháng thì có một số bệnh nhân được điều trị kháng tập tiểu cầu đơn, một số bệnh nhân được điều trị bởi kháng tập tiểu cầu kép. Thì kết quả nghiên cứu các chị thấy là rõ ràng, thì sau 6 tháng với những trường hợp, những đối tượng bệnh nhân mà hoàn toàn không có tổn thương niêm mạc gì hết, mà sau 6 tháng chúng ta điều trị với thuốc kháng tập tiểu cầu kép như vậy, thì có tới 18% thì bệnh nhân có tổn thương rét mới trên cái đường tiêu hóa sau 6 tháng. Và mặc dù chúng ta có nhiều cái giả thuyết về mặt bệnh học được cơ chế tổn thương của aspirin với clopidogrel trên cái đường tiêu hóa, thì cái nghiên cứu OPIS này cho thấy thì rõ ràng dường như chúng ta không có sự khác biệt đáng kể về cái đặc tính của sang thương, mức độ nặng của sang thương và số lượng của sang thương trên cái đường tiêu hóa thì chúng ta điều trị aspirin và clopidogrel. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân được điều trị, tiếp tục điều trị kháng tập tiểu cầu sau 6 tháng như vậy, thì cái sang thương vết trên cái đường tiêu hóa đó nó cao hơn so với những cái chuyện mà chúng ta chuyển sang cái thuốc kháng tập tiểu cầu đơn. Chính vì thế đối với những trường hợp bệnh nhân mà điều trị kháng tập tiểu cầu kép thì lúc nào chúng ta cũng phải có một cái tham điểm, chúng ta sử dụng trong lâm sàng là tham điểm đáp, tham điểm precise đáp, là chúng ta đánh giá cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân và cá thể hóa tùy từng cái đối tượng bệnh nhân, rồi chúng ta có cái thời gian điều trị kháng tập tiểu cầu kép khác nhau. Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao thì nếu mà tham điểm precise đáp cao thì lúc này chúng ta có thể rút ngắn cái thời gian điều trị kháng tập tiểu cầu kép chỉ còn 6 tháng thôi. Còn nếu những cái trường hợp mà bệnh nhân có tham điểm precise đáp thấp thì lúc này cái nguy cơ xuất huyết bệnh nhân thấp, vì thế chúng ta có thể kéo dài thời gian điều trị kháng tập tiểu cầu kép có thể đến 12 tháng hoặc là thậm chí là cao hơn, lâu hơn. Đối với những trường hợp mà sau khi chụp mạch vành chúng ta thấy là cái sang thương mạch vành là nguy cơ cao, thang điểm DAPT và thang điểm precise DAPT sẽ là những cái thang điểm mà chúng ta có thể hoàn toàn tính toán được dựa trên những thông số lâm sàng và cận lâm sàng bình thường và không cần thiết một cái xét nghiệm chuyên sâu nào hết. Và chúng ta biết rằng là đối với những trường hợp mà bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp và sau khi đặt stent á, thì cái tiên lượng, cái nguy cơ xuất huyết và cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tái phát của bệnh nhân nó sẽ không đồng nhất trong suốt cái quá trình mà chúng ta theo dõi. Đó là trong cái giai đoạn 1 tháng đầu tiên sau khi mà chúng ta đặt stent, thì lúc này các anh chị thấy là nguy cơ thuyên tắc huyết khối của nó lúc nào cũng cao hơn nguy cơ xuất huyết, là cái đường biểu diễn màu xanh màu đỏ hết. Nhưng mà tại thời điểm 30 ngày
thì lúc này cái nguy cơ của bệnh nhân chủ yếu là cái nguy cơ xuất huyết. Nguy cơ xuất huyết này nó quan trọng hơn so với cái nguy cơ nhiễm mắc cơ tim tái phát. Chính vì thế ở cái thời điểm sau 30 ngày với các bác sĩ tim mạch của chúng tôi, khi mà chúng tôi quyết định cái chuyện mà điều trị kháng thực tiểu cầu và những cái biến chứng liên quan tới điều trị kháng thực tiểu cầu, thì lúc nào chúng tôi cũng phải đặt cái biến cố xuất huyết quan trọng hơn là cái biến cố nhiễm mắc tái phát hoặc là tim mạch huyết khối tái phát. Và đối với những cái trường hợp mà chúng ta rút ngắn cái thời gian điều trị kháng thực cầu kép xuống như vậy, thì những cái bằng chứng hiện tại người ta nói rằng thì mình nên duy trì cái thuốc chế P2-12 là clopidogrel, chứ chúng ta không nên duy trì aspirin. Tại vì nếu mà những cái trường hợp mà chúng ta ngưng aspirin và chúng ta duy trì một cái thuốc kháng thực tiểu cầu là P2-12 như vậy, thì các chị thấy là những cái biến cố tim mạch gần như nó không có sự khác biệt. Tuy nhiên chúng ta giảm được tới 50% những cái biến cố xuất huyết, và trong đó thì có xuất tiêu hóa. Chính vì thế từ năm 2020 thì khuyến cáo về nhà một cái tim mạch cũng như các hiệp hội tim mạch châu Âu và Mỹ, họ đều đưa ra một cái chiến lược điều trị cá thể hóa những cái thuốc kháng thực tiểu cầu, và chủ yếu là dựa trên cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân. Thì chúng ta thấy theo nguyên tắc là 1, 3 và 12. Thì đối với những trường hợp bệnh nhân nguy cơ chảy máu rất cao, định nghĩa là những trường hợp bệnh nhân chảy máu trong một tháng vừa qua, hoặc là những trường hợp bệnh nhân không thể trì hoãn cái phẫu thuật chương trình, thì lúc này chúng ta sẽ điều trị cái thời gian điều trị kháng thực tiểu cầu kép là 1 tháng. Đối với những trường hợp nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta rút ngắn thời gian điều trị là 3 tháng. Còn đối với những trường hợp nguy cơ chảy máu thấp thì lúc này chúng ta sẽ điều trị mặc định là 12 tháng. Thì đó là kết thúc cái việc mà điều trị kháng thực tiểu cầu. Thì chúng ta bước qua một bệnh cảnh lâm sàng thứ ba là cái chuyện điều trị kháng đông hoặc bệnh nhân trung nhĩ. Thì ở thời điểm hiện tại thì các anh chị đều thấy là chúng ta đang chứng kiến một cái bước triển, bước phát triển khá là lớn của kháng đông. Từ năm 2010 thì chúng ta bắt đầu có những cái sự ra đời kháng đông đường uống thế hệ mới, và những cái kháng đông đường uống thế hệ mới này thì nó có cái bằng chứng về dữ liệu hiệu quả và an toàn hoàn toàn tốt hơn so với những cái thuốc kháng đông cũ là warfarin. Như vậy thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân có nhiễm và bệnh nhân có gia đình kháng đông, được định nghĩa là những cái trường hợp bệnh nhân có nguy cơ cao thuyên tắc huyết thối dựa trên cái thông điệp checkpass như vậy, thì bắt buộc chúng ta phải điều trị kháng đông cho bệnh nhân. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là kháng đông cũng là cái con dao hai lưỡi. Vì thế mà đối với bác sĩ tim mạch, khi mà chúng tôi đánh giá thang điểm checkpass thì lúc nào chúng tôi cũng đánh giá kèm theo là thang điểm high stress. Thì high stress cũng giống như là preside out và đáp với những trường hợp chúng ta sử dụng kháng thực tiểu cầu kép, thì high stress cũng dựa trên những cái thông số lâm sàng và cận lâm sàng rất là đơn giản. Và khi một bệnh nhân có thang điểm high stress từ 3 điểm trở lên thì về khuyến cáo tim mạch của chúng tôi ở đây là đối tượng bệnh nhân mà có nguy cơ xuất huyết cao thì chúng ta sử dụng kháng đông, và xuất ở đây bao gồm cả những bệnh nhân đã những cái đối tượng mà có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Và khuyến cáo tim mạch nó rất là rõ, đối với những trường hợp bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao như vậy thì đây không phải là chống chỉ định cái chuyện chúng ta điều trị kháng đông. Bởi vì những bệnh nhân này, những bệnh nhân đã có chỉ định rõ ràng là nguy cơ cao thuyên tắc huyết khối rồi, thì đối với những trường hợp bệnh nhân nguy cơ xuất huyết cao như vậy thì có vai trò nó sẽ cảnh báo các bác sĩ lâm sàng là chúng ta phải có một cái chiến lược theo dõi tái đánh giá thường xuyên để hạn chế được cái nguy cơ chảy máu, và đồng thời chúng ta phải kiểm soát hiệu quả những yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được để làm ngăn cản cái biến cố xuất huyết của bệnh nhân. Thì những cái yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được thì chúng ta tập trung vào 5 yếu tố chính. Thứ nhất đó là vấn đề về tăng huyết áp, bệnh nhân đã được kiểm soát huyết áp tốt hay chưa. Cái thứ hai là bệnh nhân này có thể điều trị sử dụng kèm theo những cái thuốc mà nó tăng nguy cơ chảy máu, chẳng hạn như kháng thực tiểu cầu hoặc NSAID hay không. Và nếu có thì chúng ta phải hạn chế nếu bệnh nhân không có chỉ định. Vấn đề thứ ba là cái chuyện mà ngăn cản cái chuyện mà tư vấn bệnh nhân về cái chuyện mà sử dụng đồ uống đồ thuốc lá. Vấn đề thứ tư là cái chuyện mà bệnh nhân có tuân thủ điều trị kháng đông hay là không, để tránh cái hiện tượng mà thiếu liều hoặc là cái liều kháng đông cao quá mức. Và cuối cùng là liều bệnh nhân này có được lựa chọn đúng là thuốc kháng đông và đúng liều hay là không. Thì nếu mà chúng ta kiểm soát được tất cả những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được này, thì rõ ràng chúng ta kỳ vọng có thể thay đổi được, giảm được cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa của bệnh nhân. Thì rõ ràng các chị thấy là đối với những trường hợp bệnh nhân rung nhĩ mà xài thuốc kháng đông á, thì mình thấy rõ ràng là nếu mà bệnh nhân có hiện diện một trong những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được như vậy, thì cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân sẽ tăng gấp đôi. Và có đến 39% những trường hợp bệnh nhân khi mà chúng ta theo dõi điều trị rung nhĩ thì nó sẽ có những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được. Điều này nó cách khác á, là khi mà chúng ta điều trị kháng đông của bệnh nhân rung nhĩ thì thật sự chúng ta còn có thể làm được rất là nhiều điều để có thể cải thiện được cái biến cố xuất huyết của bệnh nhân. Như vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao, định nghĩa là high stress từ 3 điểm trở lên ở bệnh nhân điều trị kháng đông, thì lúc này chúng ta sẽ tái khám thường xuyên hơn. Ở mỗi lần tái khám thì mình sẽ có nhấn mạnh những cái vấn đề chúng ta cần quan tâm. Thứ nhất đó là bệnh nhân có chảy máu hay là không, nguồn chảy máu là chỗ nào, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân có loét hay là không, và mình liệu mình đã có điều trị nguyên nhân hay là chưa, và cái việc dự phòng nguyên nhân chảy máu của chúng ta đã hiệu quả hay là không. Và cái việc đánh giá thang điểm high stress và checkpoint này được đánh giá định kỳ trong quá trình tái khám, bởi vì bản chất những cái thang điểm này là những cái thang điều động
và chúng ta biết rằng là chúng ta phải kiểm soát triệt để được những cái yếu tố nguy cơ mà có thể thay đổi được, và những yếu tố nguy cơ này sẽ làm tăng cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân. Và tiếp theo là cái vấn đề kiểm tra lại xét nghiệm máu, thì chúng ta sẽ kiểm tra ba cái xét nghiệm cơ bản là công thức máu, chức năng gan, chức năng thận. Và nguyên tắc cơ bản thì để dễ nhớ, thì nếu bệnh nhân có độ cầu thận dưới 60 thì cái số tháng kiểm tra lại xét nghiệm sẽ tính dựa trên độ cầu thận cho 10. Lấy ví dụ nếu độ cầu thận bệnh nhân là 35 thì lúc này chúng ta sẽ lặp lại cái xét nghiệm này mỗi 3 tháng. Và tuy nhiên đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái biến cố trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ theo dõi sát hơn. Và dựa trên những cái dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái liều kháng đông và cái loại kháng đông xem có phù hợp hay là không để tránh được cái nguy cơ xuất huyết cho bệnh nhân. Và dựa trên những cái chiến lược điều trị như vậy thì chúng ta đều hy vọng rằng chúng ta có thể giảm được đáng kể cái nguy cơ xuất huyết và đặc biệt là xuất huyết tiêu hóa khi bệnh nhân điều trị kháng đông. Ở khía cạnh thứ hai là đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã có xuất huyết tiêu hóa rồi thì cái vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta phải ngưng cái thuốc kháng đông và thuốc kháng từ đầu. Như vậy cái thời gian ngưng là bao lâu và cái việc sử dụng lại thuốc trong huyết khối như thế nào để chúng ta có thể cân bằng được cả về kết cục tim mạch và không làm tăng cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa tái phát. Thì cái nguyên tắc chung giống như trong trình trình bày của thầy Công hồi nãy, thì nếu mà những trường hợp bệnh nhân mà có xuất huyết tiêu hóa mà bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng rất đặc biệt cầu kép mà xuất huyết tiêu hóa này nặng và có lòng huyết động thì chúng này bắt buộc chúng ta phải ngưng tất cả những cái thuốc kháng đặc biệt cầu và thuốc chống huyết khối. Và đối với việc điều trị kháng đông cũng như vậy, nếu mà những cái trường hợp bệnh nhân xuất huyết nặng mà những bệnh nhân xuất huyết nặng có hay không có ảnh hưởng tới huyết động thì chúng ta bắt buộc phải ngưng kháng đông hết. Nhưng mà vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ ngưng kháng đông trong cái thời gian là bao lâu để chúng ta không làm tăng những cái biến cố tim mạch của bệnh nhân. Thì đây là cái câu trả lời của tác giả của nhóm nghiên cứu của tác giả Suresh và cộng sự trong tập chính xác 2014. Thì trong cái nghiên cứu này tác giả chia cái chiến lược ngưng kháng đông qua các thực ra các khoảng thời gian dưới 7 ngày, từ 7 ngày đến 15 ngày và trên 15 ngày. Thì nếu nghiên cứu cho thấy rằng đối với những trường hợp bệnh nhân ru nhĩ, bệnh nhân điều trị kháng đông hoặc bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, nếu mà chúng ta kiểm soát được xuất huyết tiêu hóa dựa trên kết hợp chặt chẽ với chuyên khoa nội tim mạch, nội tiêu hóa, nội soi và chỗ can thiệp chỗ ăn luôn chẳng hạn, thì lúc này nếu mà chúng ta đã can thiệp cầm máu ổn định rồi thì cái việc sử dụng tại kháng đông sau 7 ngày nó không làm tăng cái nguy cơ tái xuất huyết đáng kể, và đồng thời chúng ta cũng không làm tăng cái nguy cơ huyết khối về tim mạch thì chúng ta nên kháng đông. Bởi vì các anh chị thấy mà nếu chúng ta nên kháng đông kéo dài như vậy thì chắc chắn có thể các chị kỳ vọng là mình sẽ không làm xuất tiêu hóa tái phát, nhưng mà cái giá chúng ta phải trả đó là cái nguy cơ huyết khối tim mạch của bệnh nhân sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và cái chuyện mà dùng tại kháng đông sau khi mà đã kiểm soát xuất tiêu hóa ổn định rồi thì hoàn toàn nó không làm tăng cái nguy cơ tái xuất huyết. Tuy nhiên ở trong tình hình lâm sàng này nó không có đơn giản như vậy, thì nó sẽ có khá là nhiều tình huống phức tạp hơn. Chẳng hạn nếu những cái trường hợp bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa mà bệnh nhân đang được điều trị kháng đông vì những cái nguyên nhân thoáng qua hoặc là không rõ ràng, thì lúc này một khi nó xuất huyết tiêu hóa rồi thì các anh chị hoàn toàn có thể ngưng kháng đông được. Tuy nhiên đối với những cái trường hợp bệnh nhân có chỉ định sử dụng kháng đông rõ ràng nhưng bệnh nhân có xuất huyết ở vị trí quan trọng, chẳng hạn là xuất huyết não, cần biết rằng nếu mà cái bệnh nhân sử dụng kháng đông sớm quá, cái xuất huyết tái phát như vậy thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ mất chức năng miễn tàn phế và nguy cơ tử vong bệnh nhân nhiều hơn. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta chưa xác định được cái vị trí xuất phát, cái vị trí chảy máu, chúng ta chưa cầm máu ổn định được, thì lúc này đôi khi chúng ta không chỉ trả lời đơn giản là 7 ngày hoặc 10 ngày mà chúng ta phải cân nhắc trì hoãn cái kháng đông lâu hơn. Và khi mà chúng ta trì hoãn kháng đông như vậy thì các chị phải bắt buộc phải có cái sự chia sẻ quyết định giữa bác sĩ và bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân để chúng ta đạt được cái sự đồng thuận tối ưu. Vì chúng ta biết rằng trong ngành lâm sàng đôi khi chúng ta nói là 7 ngày thì bệnh nhân sử dụng kháng đông lại và không có nguy cơ xuất huyết, nhưng mà đôi khi đến ngày thứ 9, thứ 10 rất là nhiều trường hợp bệnh nhân tái xuất huyết trở lại. Chính vì thế đó với cái chuyện mà sử dụng trì hoãn kháng đông hoặc là sử dụng kháng đông thì lúc nào chúng ta cũng cần phải có cái sự chia sẻ quyết định giữa bác sĩ và thân nhân bệnh nhân. Thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân ngưng kháng đông nhưng mà cái nguy cơ tăng huyết khối cao thì đôi khi chúng ta có thể cân nhắc sử dụng heparin không phân đoạn hoặc là heparin đồng dạng thấp ở trong thời gian đầu với cái thời gian bán bị ngắn hơn đối với những cái trường hợp bệnh nhân có nguy cơ tăng huyết khối cao. Và đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân mà sử dụng thuốc kháng tập thì cầu kép thì ở cái trong cái lĩnh vực này thì chúng ta đang có một cái sự không tương đồng giữa cái quan điểm tiêu hóa và quan điểm tim mạch. Thì đó có quan điểm tiêu hóa thì đa phần thì các khuyến cáo được yêu cầu chúng ta sẽ duy trì aspirin liều thấp và dùng lại thuốc ức chế pH 12 sau, nhưng mà đối với những khuyến cáo tim mạch thì chúng tôi lại ưu tiên sử dụng duy trì ức chế pH 12 đối với những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa trên. Mặc dù chúng ta gọi là phòng ngừa tim phát hay phòng ngừa thuyết phát thì rõ ràng ở đây là đối với những trường hợp bệnh nhân xuất tim phát thì lúc nào chúng ta cũng có vai trò của PPI, vai trò điều trị tiệt trừ H. pylori. Thì đối với những trường hợp bệnh nhân đã xuất tim phát rồi và bệnh nhân có ý định tiếp tục sử dụng kháng tập tử vong với kháng đông thì lúc này bệnh nhân nên được điều trị PPI kéo dài.
mà đặc biệt nó có những cái trường hợp bệnh đen quét dạ dày có liên quan tới aspirin mà có nhiễm Helicobacter pylori, thì những cái nghiên cứu gần đây cho thấy cái việc điều trị diệt trừ H. pylori nó đủ để nó làm giảm được cái nguy cơ tái xuất huyết, và cái chuyện mà chúng ta dùng PPI trong cái trường hợp này thì nó ít mang lại lợi ích hơn so với những cái trường hợp mà bệnh nhân quét dạ dày với aspirin nhưng không nhiễm Helicobacter pylori. Và đối với những trường hợp mà chúng ta phòng ngừa tiêm phá các bệnh phía tim mạch thì chúng ta nên sử dụng PPI đối với những trường hợp bệnh nhân sạc kháng đông hoặc kháng tập tiết đầu, và đồng thời bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết hóa ở trên các tiền căn nếu dễ tá tràng, bệnh nhân có sử dụng thuốc đi kèm làm tăng nguy cơ xuất huyết, bệnh nhân lớn tuổi, bệnh nhân có những triệu chứng đường tiêu hóa, bệnh nhân có tiền căn nhiễm Helicobacter pylori hoặc những trường hợp bệnh nhân có nghiện thuốc mạng. Là bởi vì những nghiên cứu trên thế giới thực các anh chị thấy rõ ràng đây là nghiên cứu đoàn hệ trên 1.6 triệu người và 6.6 triệu bệnh nhân ung thư được điều trị thuốc kháng đông được 4 thế hệ mới, thì mặc dù chúng ta điều trị cái thuốc kháng đông nào đi chăng nữa, nếu mà chúng ta điều trị PPI đi kèm sẽ đều làm giảm được 34% cái nguy cơ xuất huyết hóa trên so với những trường chúng ta không có điều trị PPI. Nhưng mà đối với những trường hợp bệnh nhân điều trị thuốc ức chế P2-12 thì cái vấn đề trong thời gian chúng ta hay quan tâm là tương tác giữa PPI với thuốc ức chế P2-12, thì dựa trên nghiên cứu in vitro thấy là rõ ràng thì nếu mà chúng ta sử dụng metoprazole hoặc esomeprazole thì mức độ tương tác kháng độc tiểu cầu với clopidogrel ít hơn so với cái việc mà chúng ta sử dụng cái omeprazole. Và bất kể kiểu hình về gen của bệnh nhân chuyển hóa là CYP19 là kiểu chuyển hóa nhanh hay là chuyển hóa chậm đi chăng nữa, thì nếu chúng ta sử dụng esomeprazole thì nó cũng hoàn toàn ít ảnh hưởng tới cái mức độ này đáp ứng kháng độc tiểu cầu khi mà chúng ta sử dụng clopidogrel. Thì tóm lại giám phần trình bày này, chúng ta đều biết đó là xuất huyết tiêu hóa là một cái bệnh lý cấp tính, và bệnh nhân có bệnh lý tim mạch đó là một cái thực thể riêng biệt đối với những cái trường hợp bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, bởi vì chúng ta có sử dụng rất là nhiều trường hợp không chống huyết khối kháng đông và kháng tiểu cầu. Thì đối với những cái trường hợp mà phòng ngừa tim phát với có xuất huyết tiêu hóa thì mục tiêu này là chúng ta làm sao xác định đúng với những bệnh nhân có lợi ích từ cái chuyện mà điều trị thuốc chống huyết khối, chúng ta cá thể hóa cái thời gian điều trị thì dựa vào cái thang điều trị sai đáp đối với bệnh nhân sử dụng kháng đặc biệt cầu kép, chúng ta đã cá thể hóa cái việc cái chiến lược theo dõi bệnh nhân ở bệnh nhân sai kháng độc nếu bệnh nhân chúng ta sử dụng thang điều trị high stress, và dựa trên đó chúng ta sẽ giảm được những cái nguy cơ xuất huyết của bệnh nhân và đặc biệt là xuất tiêu hóa. Và đối với những trường hợp của bệnh nhân đã có biến cố xuất huyết tiêu hóa rồi thì chúng ta càng phải cá thể hóa hơn nữa cái chuyện mà thời gian nhân kháng đông và việc sử dụng này để kháng đông có phù hợp hay là không, để làm sao chúng ta có thể cân bằng được tối ưu được đồng thời cả tích cực tim mạch và cả tích cực tiêu hóa. Và cuối cùng đối với những trường hợp bệnh nhân dù là phòng ngừa tuyến phát hay là phòng ngừa tuyến phát thì cái chuyện mà điều trị PPI duy trì và cái vấn đề điều trị diệt trừ Helicobacter pylori vẫn là cái vấn đề được đặt ra để làm giảm cái nguy cơ xuống cái phát đối với những trường hợp bệnh nhân có bệnh lý về tim mạch. Dạ, phần trình bày của anh đã hết. Em xin cảm ơn chị đã nghe rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Giang Minh Nhật đã có phần trình bày về dự phòng xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân tim mạch. Trong đó thì thạc sĩ Nhật cũng đã chia ra về phòng ngừa tim phát cũng như là về phòng ngừa thứ phát và cái cách tiếp cận của tim phát và thứ phát là có sự khác nhau. Trong phần trình bày thì thạc sĩ Nhật cũng có nói một cái quan điểm khác biệt giữa tim mạch và tiêu hóa. Thì tí nữa đến phần bàn luận thì chúng ta sẽ cùng trao đổi sâu hơn về các cái quan điểm này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Thì đối với phần thảo luận thì trong phần trình bày của câu hỏi đặt cho thạc sĩ Đình Luân là về X-quang can thiệp chỗ ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thì độc giả rất là quan tâm về tình hình các cái can thiệp trong cái phần của tổ X-quang can thiệp, thì độc giả muốn hỏi về các cái tổ chức thông thường mình cần tiêu chí gì để triển khai một cái tổ X-quang can thiệp ở tại bệnh viện cho có hiệu quả, và những lưu ý gì để tránh sai sót khi thực hiện X-quang can thiệp. Thì xin mời thạc sĩ Luân. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì câu hỏi của bạn nó cũng là một câu hỏi rất là chung. Đi báo cáo ở những ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta thì đều nhận được câu hỏi đó. Thì thông thường á, cho đến hiện tại bây giờ là cái X-quang can thiệp được xem như là một sub specialty, tức là cái chuyên ngành hẹp tương đối là phát triển, và nó tùy thuộc vào mỗi bệnh viện để mà tổ chức sắp xếp. Tuy nhiên cái mô hình ở tại bệnh viện của chúng tôi đó là X-quang thiệp được đặt vào bên trong cái khoa chẩn đoán hình ảnh, và các bác sĩ về được đào tạo để trở thành bác sĩ X-quang thiệp thì phải qua một cái khóa huấn luyện cơ bản về hình ảnh học, là sơ bộ chuyên khoa về chẩn đoán hình ảnh.
Thì sau khi thực hiện cái bước đầu tiên là những cái bước cơ bản về chẩn đoán nặng thì sẽ được đào tạo cơ bản về X-quang can thiệp, ví dụ như chụp mạch máu rồi chọc những cái chọc vào động mạch đùi hoặc động mạch quay để tiến hành đặt vào những cái những sheet để có thể là tiến hành can thiệp hoặc là chụp chẩn đoán những trường hợp bệnh lý đơn giản, ví dụ như bệnh lý về xuất huyết não hoặc là những bệnh lý về những bệnh lý mạch máu khác trong đó có xuất huyết tiêu hóa. Thì sau khi mà được đào tạo cơ bản về cái chụp chẩn đoán thì sẽ được nâng cao hơn là điều trị bằng đào tạo bằng cái cách là tiếp cận bằng cái những cái sử dụng cái điều trị những cái bệnh lý thông thường, ví dụ như điều trị những bệnh lý về ung thư gan hoặc là những trường hợp bệnh lý về tiêu hóa hoặc là những bệnh lý mà xuất huyết do chấn thương bụng chẳng hạn vậy. Thì cái này nó tùy thuộc vào mỗi bệnh viện và tùy thuộc vào cái con người ở tại bệnh viện đó. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là con người, như tôi nói là nhấn mạnh đó là con người. Để đào tạo được một cái bác sĩ về X-quang can thiệp thì nó đòi hỏi một quá trình thời gian cũng khá là dài và phải được rèn luyện bởi những cái trung tâm lớn, ví dụ như ở Chợ Rẫy, ở Đại học Y Dược, ở ngoài Bắc thì có Bạch Mai, Viện 8 với lại Việt Đức. Ở trong miền Nam thì mình có bệnh viện Chợ Rẫy là một những cái bệnh viện đầu tiên thực hiện cái nhóm này. Ngoài ra thì ở tại bệnh viện Đại học Y Dược và bệnh viện 115 cũng là những cái nơi mà có thể đào tạo những các bác sĩ về X-quang can thiệp khá là tốt. Thì tại vì gia đình chúng tôi cũng có nhận đào tạo một số các bác sĩ bước đầu thực hiện đi vào bên trong cái bước đầu bước vào bên trong cái lĩnh vực X-quang can thiệp. Tuy nhiên ở tại bệnh viện gia đình chúng tôi chọn lựa cái mô hình là chúng tôi tuyển chọn và các bạn đã được học một cái sơ bộ chuyên khoa về chẩn đoán, bởi vì nếu chúng ta không biết được chẩn đoán thì chúng ta sẽ không chẩn đoán cũng như là tiếp cận một cách là dễ dàng. Thì đó là tại bệnh viện gia đình. Rồi để tránh những trường hợp sai sót thì điều dĩ nhiên để một bác sĩ được thực hiện một cái thủ thuật nào đó thì để tránh sai sót thì chuyện đào tạo một cách kỹ lưỡng và cơ bản là rất là quan trọng. Cho nên là để có một bác sĩ thực hiện tránh sai sót vậy thì ngoài cái chuyện đào tạo cơ bản thì còn có một cái ekip, thì cái ekip đó sẽ được hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện thủ thuật để có thể tránh những cái tai biến mà hoặc là những biến chứng mà không mong muốn. Cảm ơn thạc sĩ Luân. Nói với việc đào tạo cũng như là tổ chức một cái đơn vị X-quang can thiệp thì phần quan trọng nhất là con người, là phải chuẩn bị nhân lực con người, sau đó đến các cái phần trang thiết bị giống như thạc sĩ Luân đã trình bày. Chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi về tương tác thuốc và phần trình bày của thạc sĩ Giang Minh Nhật cũng đã có nhắc đến, đó là esomeprazole có bị tương tác với clavidogrel hay không. Hiện nay nhiều hội thảo ở các cái công ty thì lúc nó có lúc nó không, để ý kiến khách quan tổng hợp của quý thầy cô về vấn đề này. Về chuyên khoa tim mạch thì xin mời thạc sĩ Nhật trả lời. Về chuyên khoa tiêu hóa thì xin mời thạc sĩ Lưu Ngọc Mai cùng phần trình bày kết luận sau cùng của phó giáo sư Quách Trọng Đức. Dạ kính thưa em xin cảm ơn cái câu hỏi của anh chị. Thì thật sự về phía tim mạch á, thì nếu mình xét về in vitro thì rõ ràng thì dường như có một cái mối liên quan giữa việc sử dụng một cái thuốc PPI với một cái thuốc khác có độc tự cầu, đây là clavidogrel. Tuy nhiên đối với tim mạch thì khi người ta thực hiện trên những cái nghiên cứu trên thế giới thực và những cái nghiên cứu kết thúc dựa trên cái dân số lớn á, thì rõ ràng người ta nhận thấy là không có một cái sự liên kết giữa cái chuyện mà chúng ta điều trị PPI với cái chuyện mà giảm hiệu quả của những thuốc khác độc tự cầu bao gồm cả clavidogrel. Chính vì thế mà về phía tim mạch thì đối với những cái trường hợp bệnh nhân sử dụng kháng độc tự cầu dù là clavidogrel dù là ticagrelor hoặc là prasugrel thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng PPI thì dường như về mặt thực tế thì nó không có sự tương tác làm giảm hiệu quả của những thuốc kháng độc tự cầu. Thì em xin ý kiến thêm về ý kiến của chuyên khoa tim mạch. Thưa quý đồng nghiệp, thì trong bài trình bày vừa rồi thì thạc sĩ Giang Minh Nhật đã đưa ra rất là nhiều cái bằng chứng về tương tác giữa PPI với lại cái clavidogrel. Thì hầu như là các cái nghiên cứu hiện tại cho thấy là cái sự tương tác này nó không có đáng kể. Tuy nhiên nếu mà mình lựa chọn cái loại PPI để sử dụng trên những cái bệnh nhân mà đang sử dụng các cái thuốc kháng độc tự cầu á, thì như một cái nghiên cứu cái nãy thạc sĩ Giang có trình bày là chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta sử dụng cái nhóm omeprazole á, thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả của cái clavidogrel. Và do đó thì nếu mà mình lựa chọn cái nhóm PPI thì quý đặc biệt tránh sử dụng cái nhóm của
Pantoprazole mà sử dụng các cái loại PPI khác như là Esomeprazole hoặc là Pantoprazole. Còn về cái ý kiến chung thì chúng tôi nghĩ rằng là như vậy, chúng ta thấy là tim mạch hay tiêu hóa thì chúng ta làm việc thì nó đều căn bản là dựa trên y học chứng cứ thôi. Thì vấn đề liên quan đến cái chuyện chúng ta sử dụng ức chế cái tập tiểu cầu khép trong trường hợp xuất huyết tiêu hóa, chúng ta phải ngưng mất một loại thì có thể có một số cái điểm khác biệt giữa các guideline và tiêu hóa. Tim mạch chẳng hạn như tiêu hóa thì thấy là dựa trên các cái chứng cứ của randomized controlled trial bên tiêu hóa thì có lẽ là ngưng clopidogrel tiếp tục aspirin, và tim mạch thì thấy là có vẻ như là nên tiếp tục clopidogrel ngưng aspirin vì những cái vấn đề liên quan đến mình cân bằng cái yếu tố nguy cơ giữa cái chuyện xuất huyết và cái chuyện huyết khối. Tuy nhiên riêng cái lĩnh vực này chúng tôi nghĩ là không biết là chắc là tiến sĩ Hải cũng sẽ thống nhất rằng là chúng ta có bằng chứng mạnh và có những cái bài rất là lớn trên New England Journal đã cho thấy rằng là cái này là một cái vấn đề quan ngại trong quá khứ thật, chứ còn hiện tại dựa trên những thử nghiệm tiến cứu mà có thiết kế ngẫu nhiên và rất là tốt thì chúng ta không cần phải quan tâm và lo ngại đến những cái chuyện đó. Mình sẽ xin ghi góp thêm ý kiến về cái vấn đề này. Thì trong câu hỏi thì Esomeprazole có tương tác với Clopidogrel hay không? Thì trước mắt thì mình nói về cái đồng tử học của từng loại thuốc đã. Nếu khi mình uống cái Clopidogrel vô là uống cái dạng là dạng vào là dạng không hoạt động và sau đó chuyển qua ship 219 là hình dạng hoạt động. Còn đối với mình uống cái PPI vào thì nó dạng là không mà dạng hoạt động, mà khi chuyển qua ship 219 là dạng không hoạt động. Như vậy đấy, khi nếu trường hợp chúng ta uống một lúc đó, thì cái PPI nó sẽ kết hợp sớm hơn, nên là nó cái lực mạnh hơn, nó sẽ đến sớm hơn và nó sẽ chiếm được cái vùng đó, do đó mà cái cột nó không chuyển qua được cái ship 219. Như vậy nó không chuyển qua được ship 219 tức nghĩa là nó dạng không hoạt động, cho nên cái thuốc này không có hiệu quả. Tuy nhiên trong những cái nghiên cứu hiện đại, người ta nhận thấy rằng đối với cái sự bán hủy của hai thuốc này rất là ngắn, do đó mà mình có thể sử dụng chung được, nhưng mà với điều kiện là phải cách nhau, hai cái thuốc này cách nhau là 12 đến 22 giờ. Và ngay cả trong cái ý kiến của tim mạch cũng như là cái hội tim mạch học Hoa Kỳ cũng đồng ý cho phép sử dụng hai thuốc này, nhưng mà phải cách nhau là 12 tiếng. Và đồng thời trong cái guideline người ta nói rằng không được sử dụng Omeprazole trong điều trị cùng với Clopidogrel. Như vậy đối với cái PPI, đó là cái Esomeprazole, nó có tác dụng hay không, nó có tương tác hay không, thì chúng ta biết rằng Esomeprazole cái ngày đầu tiên mình uống vào nó chỉ ngoài C219, nhưng mà khi mà ngày đầu nó chuyển qua C219 thì nó tạo thành cái Esomeprazole, mà khi mà chuyển qua cái Esomeprazole này nó tác dụng ngược lại là nó ức chế vào cái C219, do đó những ngày còn lại thì hầu như nó qua là C3A4, do đó thực ra uống cái Esomeprazole nó cũng không có cái vấn đề tương tác với Clopidogrel. Nhưng mà để chắc ăn, để có một cách có cái khoa học, chúng ta nên uống hai cái thuốc này cách nhau là 12 tiếng. Nếu buổi sáng uống Clopidogrel thì buổi chiều uống cái Esomeprazole, mà nếu mà buổi sáng uống Esomeprazole thì buổi chiều mình uống cái Clopidogrel. Nhưng mà nhắc lại các bạn, lý với sử dụng BBI thì chúng ta nên sử dụng trước khi ăn, mà tốt nhất là cái PPI uống trước ăn cái bữa đầu tiên ăn trong ngày thì mình nó sẽ có hiệu quả tốt nhất. Cảm ơn phần trình bày thêm về dược động dược lực học của thuốc của tiến sĩ Công. Thì tiếp theo thì đối với cái quan điểm của tim mạch về vấn đề sử dụng clopidogrel cũng như là aspirin thì chỗ tim mạch và tim hóa cũng có sự khác nhau, thì xin mời thêm ý kiến của thạc sĩ Nhật nói rõ thêm về vấn đề này, sau đó thì thêm mời thêm quan điểm của các chuyên gia về tim mạch. Dạ, thì nói với cái những trường hợp mà bệnh nhân điều trị kháng kết tập tiểu cầu kép của dùng aspirin kết hợp với một dược chế bên P212 mà ở đây chúng ta hay sử dụng là clopidogrel, thì mà khi bệnh nhân có số tiêu hóa thì lúc này thì theo cái quan điểm của tiêu hóa thì giống như hồi nãy thì thầy Đức có chia sẻ thì mình sẽ duy trì ưu tiên duy trì aspirin, và sau đó thì sau 5 ngày thì nếu tình trạng suất tiêu hóa ổn định, mình kiểm soát cầm máu ổn, thì lúc này mình sẽ khởi động lại cái ức chế P212 hay là clopidogrel. Thì đối với về phía tim mạch á, thì đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân suy tiêu hóa thì tùy theo cái mức độ nặng, chẳng hạn nếu mà suy tiêu hóa nặng mà gây dối loạn huyết động thì lúc này bắt buộc chúng ta phải ngưng hết tất cả những cái thuốc kháng tiểu cầu, dù là aspirin dù clopidogrel. Nhưng mà nếu mà suy tiêu hóa mà không có loạn huyết động thì lúc này chúng ta có thể cân nhắc chúng ta duy trì một thuốc kháng tiểu cầu, mà nếu mà những cái trường hợp bệnh nhân mà có đặt stent thì lúc này thì người ta sẽ duy trì cái thuốc chế P212 là clopidogrel.
Tại vì so với những cái nghiên cứu trên in vitro thì so với aspirin và clomidogrel, thì aspirin khi chúng ta sử dụng thêm clomidogrel thì cái hoạt tính kháng và tiểu cầu nó sẽ không tăng là bao nhiêu. Tuy nhiên cái chuyện mà chúng ta bỏ aspirin hay chuyện clomidogrel là câu chuyện khác. Bởi vì nếu mà chúng ta bỏ aspirin thì cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối của bệnh nhân nó sẽ cao hơn so với chuyện mà chúng ta bỏ cái clomidogrel. Vì thế phải khuyến cáo tim mạch đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân có đặt stent, bệnh nhân có tim mạch vành, bệnh nhân có suối tiêu hóa đang điều trị cái thuốc kháng thành tiểu cầu kép, thì lúc này thì người ta vẫn ưu tiên và duy trì sử dụng clomidogrel đối với những cái trường hợp mà suối tiêu hóa không nặng. Tuy nhiên chúng ta phải theo dõi rất là sát bệnh nhân. Nếu diễn tiến lâm sàng suối tiêu hóa bệnh nhân diễn tiến nặng hơn thì lúc này bắt buộc chúng ta phải ngưng hết tất cả những cái thuốc kháng thành tiểu cầu và bắt buộc cái chuyện là chúng ta phải hội chẩn đi chuyên khoa là tim mạch tiêu hóa nội soi can thiệp hoặc là chỗ hệ thống can thiệp để làm sao chúng ta giải quyết cầm máu sớm được ổn định được tối ưu được cái số tiêu hóa, thì lúc này cái chuyện chúng ta sử dụng lại kháng thành tiểu cầu nó sẽ dễ dàng hơn và lúc này thì nó không còn quan trọng là aspirin hay là clomidogrel. Cảm ơn bác sĩ Minh Hà. Dạ, xin mời kiến của tiến sĩ Thanh Công. Cái vấn đề mà đối với bệnh nhân mà tim mạch đang sử dụng một cái thuốc chống cái đầu cầu kép là aspirin và clomidogrel thì hai bên tim mạch và tiêu hóa đều có những cái chứng cứ, những cái thứ cả. Và bên tim mạch thì ngưng cái aspirin dùng cái clomidogrel, và tiêu hóa là ngưng cái clomidogrel và dùng aspirin. Đây là hai cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Mặc dù trong bệnh viện nhân dân định là hai khoa này khác nhau và bác sĩ nam tim mạch và bác sĩ nam tiêu hóa ở chung với nhau, nhưng mà hai cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Đối với bên tiêu hóa thì dựa vào những chứng cứ tiêu hóa và dựa vào cái chứng cứ về cái dược tổng hợp. Đối với khi chúng ta uống cái I2P12 vào thì nó sẽ ức chế vào cơ thể cái tiểu cầu, mà nó ức chế vào đó là chết luôn con tiểu cầu. Như vậy khi mặc dù mình ngưng cái clomidogrel nhưng mà cái tiểu cầu đã gắn kết vào cái clomidogrel, chắc chắn là tiểu cầu đã hoàn toàn không có chức năng. Như vậy cái thời gian đời sống của tiểu cầu là 7 ngày. Như vậy cái trong cái máu chúng ta thì có tiểu cầu non và tiểu cầu già, do đó người ta tính trung bình là cần từ 3 đến 5 ngày. Do đó đấy với dựa vào những nghiên cứu trên khoa học cộng thêm cái việc động học, do đó mà đối với bên tiêu hóa thì đồng ý là mình ngưng tiểu cầu sau đó 5 ngày mình điều trị lại. Cái nha, sau khi 5 ngày điều lại thì những cái con mà bắt đi gần những con tiểu cầu mới sinh ra thì đã có tiếp tục gắn vào. Do đó mà hồi nãy trong cái bài mình cũng nói là đây là cái quan điểm hoàn toàn là nó trái ngược với nhau và nó cũng rất là khó. Nhiều lúc mình đi hội chẩn ở bên tim mạch, bên CCU đó là cái hồi sức cấp cứu tim mạch, mình ngưng cái clomidogrel mình cho aspirin thì bên tim mạch cũng không có nói chung là cái đồng ý thì cũng chưa nhất trí cao, cho nên nhiều lúc đây là một cái vấn đề mà rất là cái sự không đồng nhất của hai chuyên khoa, hai chuyên gia. Cái đó mà trong những trường hợp này mình nên tất cả những cái chuyên gia này ngồi lại với nhau, mình đặt trên bàn cân, mình sử dụng thuốc nào nó lợi cho bệnh nhân thì mình sẽ sử dụng, và hy vọng trong thời gian tới làm sao có một cái sự đồng thuận giữa bác sĩ tiêu hóa và tim mạch để có một cái guideline nào đó để cho mình điều trị các hiệu quả hơn. Xin có một ít cái tham luận về vấn đề. Tôi nghĩ là mình đều ở một cái khía cạnh của mình nhìn vấn đề, nhưng mà cái điểm chung là mình làm sao muốn cho nó an toàn cho bệnh nhân nhất. Thành ra dù gì đi nữa thì có thể có những cái trường hợp mình gặp là phức tạp như vậy, thì đấy cái vấn đề cụ thể mình sẽ phải thảo luận chính xác trên những cái trường hợp cụ thể thì mình mới đưa ra được một cái chiến lược gọi là cá thể hóa nó phù hợp nhất. Tuy nhiên thì cũng liên quan đến vấn đề này, chúng tôi cũng xin nhấn mạnh một cái điểm mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ được cái sự đồng thuận của cả hai bên phải khoa. Đó là gì? Đó là trong những trường hợp này, ước muốn của mình là gì? Là mình không bị cái biến cố bất lợi cả về tiêu hóa và tim mạch, và làm sao để mình có thể khởi động trở lại càng sớm càng tốt các cái thuốc bảo vệ tim mạch. Thành ra trong cái vấn đề này đó, thì cái điểm rất là quan trọng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đánh giá nội soi trở lại, người ta gọi là second look endoscopy, nó không được khuyến cáo trong tất cả những trường hợp xuất huyết tiêu hóa dùng tự quy. Tuy nhiên trong những trường hợp nguy cơ cao thì chúng ta biết là bệnh nhân vô, chúng ta can thiệp, chúng ta sử dụng PPI 72 giờ. Nhưng mà thay vì chúng ta sau 72 giờ chúng ta chuyển thành là PPI đường uống, thì trong trường hợp này chúng tôi thường khuyến cáo là chúng ta nên nội soi kiểm tra trở lại cho bệnh nhân sau 48 đến 72 giờ. Để làm gì? Có một số trường hợp mà chúng ta thấy nó chuyển từ nguy cơ cao qua nguy cơ thấp, tức là từ Forex 1A, 1B, 2A, 2B qua 2C hoặc là 3 luôn, thì trong những trường hợp đó chúng ta có thể khởi động các cái thuốc gọi là kháng thiết tập tiểu cầu sớm hơn. Ngược lại trong những cái trường hợp mà chúng ta soi trở lại mà chúng ta thấy là nó vẫn còn là nguy cơ cao, thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta sẽ cần can thiệp bổ sung, và cái PPI trong trường hợp này không nên là chuyển qua đường uống mà nên tiếp tục liều cao
để ngừa cái nguy cơ tái phát trong một cái thời gian dài nữa. Thì trong trường hợp đó chúng tôi nghĩ rằng đây là điểm quan trọng để cho nó đạt được cái sự an toàn. Cảm ơn Phó Giáo sư Quách Trọng Đức. Thì chúng ta cũng thấy đối với cả quan điểm tim mạch và quan điểm tiêu hóa đều đã có phần trình bày của mình. Và đối với một bệnh nhân thì nó là một cá thể riêng lẻ và chúng ta sẽ cụ thể hóa từng cá thể một để có một cái chiến lược điều trị. Và điều quan trọng nhất là trước khi quyết định điều trị như thế nào thì chúng ta phải đánh giá lại các cái nguy cơ, giống như Phó Giáo sư Đức đã trình bày. Về phía tim mạch cũng sẽ phải đánh giá lại các cái nguy cơ về thuyên tắc huyết khối của người bệnh như thế nào để mà chúng ta có một cái chiến lược điều trị cụ thể cho từng người bệnh. Và tiếp theo thì có một câu hỏi dành cho thạc sĩ Đình Luân. Là xin thạc sĩ hãy chia sẻ thêm một số các cái kinh nghiệm hoặc là những cái ca bệnh đã cứu sống trong việc điều trị bằng các tim mạch. Thật ra thì nếu mà để trả lời câu hỏi này thì có lẽ là phải có một cái bài học hồi khác vì sao phải có cái tóm tắt lâm sàng cũng như là những cái hình ảnh học chứng minh thì mới được. Tuy nhiên thì để nói sơ qua một số cái, ví dụ như một số trường hợp đã thực hiện rất là thành công ở tại bệnh viện gia đình. Thì cái ca thực hiện đầu tiên mà trước đây chúng tôi thực hiện đầu tiên, đầu tay ở tại bệnh viện gia đình, đó là một trường hợp bệnh nhân nam xuất huyết tiêu hóa rất là nặng và đã điều trị bằng vừa nội khoa cũng như nội soi thất bại. Sau đó thì bên ngoại khoa thực hiện phẫu thuật. Thì cái ca đó ngoại khoa phẫu thuật đã cắt cái đoạn tổn thương là ổ loét. Cái đó là sau đó thì bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu và vẫn tiếp tục lâm sàng không ổn định và huyết động thay đổi rất là nhiều. Thì lúc đó thì bên phía ngoại khoa là thôi không thể nào làm được nữa hết. Mình không thể nào mà gọi như là phẫu thuật rồi thì phẫu thuật lại được nữa, thì mấy nhờ bệnh X quang tìm lại cố gắng để là có thể là xem coi có thể làm được gì hay không cho bệnh nhân. Bởi bệnh nhân cũng lớn tuổi rồi, bệnh nhân 72 tuổi. Thì lúc đó thì chúng tôi thực hiện cái thủ thuật. Lúc đó bệnh nhân do cái động bệnh nhân không ổn định và bệnh nhân đã được phẫu thuật rồi cho nên là không có chỉ định chụp cái chụp các loại vi tính có cái thuốc cơ phương phản. Chúng tôi mới thực hiện luôn cái kỹ thuật là chụp mạch máu số hóa sang nền. Thì khi mà chụp mạch máu số hóa sang nền không thì ra thì bệnh nhân rõ ràng là bệnh nhân chảy máu có cái thực mạch, dấu hiệu mạch rất rõ. Thì cái đó thì chúng tôi tiến hành tiếp cận đưa cái nhánh động mạch bị tại động mạch tại đằng sau và mình thấy rằng cái dấu hiệu xuất huyết đang diễn tiến. Chúng tôi tiến hành bơm dùng cái keo NBCA pha với lại Livodon 1:1 ở bức tạch rất là thành công và sau đó bệnh nhân tình trạng cải thiện dần và sau đó bệnh nhân xuất viện. Thì từ cái ca đó đầu tiên nó mới giúp cho cái bệnh viện chúng ta có một cái sự thay đổi về suy nghĩ là cái chuyện là nên hay không nên chăng ta có thể tiếp cận bằng cái phương pháp can thiệp bằng mặt trước rồi sau đó là can thiệp bằng cái thủ thuật sau và dần dần thì cho đến hiện tại bây giờ trong cái chuyện mà lâm sàng cũng như là lâm sàng hiện tại bây giờ tại bệnh viện gần như là tất cả những ca điều trị xuất huyết tiêu hóa bằng nội soi thất bại thì cái bước tiếp theo là khảo sát chẩn đoán nặng như chúng tôi trình bày và đồng thời tiến hành luôn cái khảo sát cái hình ảnh học vi sinh và chụp mạch số hóa sang nền để xác định cái nguyên nhân tổn thương. Nếu trường hợp xác định được nguyên nhân tổn thương có rất rõ ràng, có dấu hiệu đặc hiệu 100%, chúng tôi tiến hành lập can thiệp nhanh và bệnh nhân sẽ giảm cái tỷ lệ bệnh nhân thực hiện được cái phẫu thuật cắt cái dạ dày hoặc là cắt đại tràng do cái ổ loét. Và làm vậy thì cái tỷ lệ mà thành công hiện tại bây giờ ở tại bệnh viện tương đối rất là cao và hy vọng là trong tương lai rất là gần chúng tôi sẽ có một cái số liệu cụ thể để mà trình làng cho các quý đồng nghiệp ở bên nội tiêu hóa cũng như là các quý đồng nghiệp khác cần tham khảo. Do thời lượng có hạn nên chúng tôi xin đúc kết có một số những cái phần những cái câu hỏi của quý đồng nghiệp liên quan đến vấn đề Helicobacter pylori
và cái vấn đề chẩn đoán trong những cái trường hợp lết tá tràng gây xuất huyết tiêu hóa nhưng mà thử ura test thì âm tính, thì cái chẩn đoán như thế nào, rồi nên điều trị ở thời điểm nào, và có thể phối hợp với Remdesivir trong cái vấn đề làm tăng hiệu quả thực trường hay không. Thì điểm thứ nhất thì chúng tôi xin chia sẻ là cái dữ liệu của gia đình thì xuất huyết tiêu hóa do những cái trường hợp bị loét khảo sát trên khoảng 171 bệnh nhân thì cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori lên tới 94% nếu mình phối hợp cả ura test, test hơi thở và những xét nghiệm mà huyết thanh chẩn đoán nếu trước đó bệnh nhân chưa phải cần tiệt trừ. Và cái vấn đề liên quan tới cái test mà nếu âm tính thì chúng ta nên khảo sát bằng cái test thứ hai, bởi vì trong cái dữ liệu mà trên 171 ca thì có một trường hợp là Goniger, tôi nghĩ là Goniger Ellison, tức là không phải luôn luôn là, mặc dù tỷ lệ nó cao nhưng mà không phải luôn luôn là do Helicobacter pylori. Chúng ta điều trị lúc nào thì kinh nghiệm của gia đình là khi chúng ta thấy rằng là cái test gọi là cái xuất huyết tiêu hóa mà do loét nguy cơ thấp hoặc là nguy cơ cao mà nó qua giai đoạn 3 ngày, chúng ta khởi động quá sớm thì đôi khi cái xuất huyết tái phát và đôi khi mình sẽ phải ngừng nửa chừng. Còn cái Remdesivir mặc dù đã có một số những cái nghiên cứu nhưng mà nó không có nhiều lắm. Và liên quan tới cái phần này thì năm nay là chúng ta sẽ có cái guideline của Hội Tiêu hóa Việt Nam về vấn đề tiệt trừ, và thật sự ra cái ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng của cái đợt biểu quyết thứ nhất, vòng biểu quyết thứ nhất. Thì do đó thì chúng tôi sẽ hy vọng là có được cái thông tin gọi là chi tiết để chia sẻ với doanh nghiệp trong cái thời gian sắp đến. Do thời hạn của chương trình cũng đã quá thời gian khá là lâu rồi, thành ra chúng tôi xin mời tiến sĩ Hải sẽ đúc kết cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Quách Trọng Đức. Thì chúng ta đã trải qua thời gian là hơn 2 tiếng đồng hồ làm việc. Thì về cái phiên ngày hôm nay là cập nhật xử trí xuất huyết tiêu hóa trong đại dịch COVID-19, thì chúng tôi xin có một số các cái ý tóm tắt như sau. Đối với trường hợp mà, đối với cái bài đầu tiên là xuất huyết tiêu hóa, tổng quan về xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta nhận thấy rằng là nhận diện xuất huyết tiêu hóa phải điều trị, nhận diện và điều trị sớm, đặc biệt là các cái hồi sức chống sốc thì sẽ mang lại hiệu quả trong cái quá trình điều trị của mình. Và vấn đề truyền máu là một trong những vấn đề quan trọng với cái mục tiêu chỉ định truyền máu khi HbA1c 7 và mục tiêu đạt từ 7 đến 9 đối với một số các cái đối tượng như là lớn tuổi hoặc là có bệnh tim mạch vân vân, thì cái mục tiêu nó cao hơn một chút là từ 9 đến 10 và sẽ khởi đầu điều trị khi HbA1c 8. Một số các cái biện pháp điều trị nội khoa như là transamid vân vân thì chưa được chứng minh là có cái hiệu quả chung. Về vấn đề điều trị với nội soi thì nên thực hiện, và khi mà huyết áp trung bình, kể cả những cái trường hợp mà tụt huyết áp đi nữa, và chúng ta nâng huyết áp trung bình lên 60 thì chúng ta cũng có thể tiến hành nội soi được. Việc điều trị PVI liều cao là một trong những cái chỉ định cho bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa. Đối với những bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa do có liên quan đến bệnh lý COVID-19 thì chúng ta thấy tỷ lệ xuất huyết tiêu hóa cũng khá cao, chiếm khoảng 36%, và chủ yếu là do loét dạ dày tá tràng với cơ chế bệnh sinh là đa cơ chế. Và chúng ta cũng ghi nhận được một số các cái yếu tố nguy cơ của xuất huyết tiêu hóa này, như là bệnh nhân nhập ICU hoặc có thông khí cơ học hoặc có bệnh gan cấp, bệnh mạng, bệnh thận mạng vân vân. Về điều trị thì cơ bản là cũng điều trị nội khoa giống như là những cái xuất huyết tiêu hóa khác. Về nội soi thì chỉ có khoảng 1/3 là có hiệu quả, và nội soi khi mà bệnh nhân có lọc huyết động và không có đáp ứng với điều trị nội khoa. Về vấn đề can thiệp mạch trong điều trị xuất huyết tiêu hóa là một trong những cái vấn đề mới và đã được áp dụng một cách thành công, được chỉ định khi mà bệnh nhân được điều trị mà huyết động không ổn định sau khi đã điều trị nội soi và điều trị nội khoa thất bại, và hoặc là chúng ta sẽ không thấy được các cái điểm chảy máu trên nội soi vân, thì mặc dù là cái kỹ thuật thì phức tạp nhưng mà các biến chứng ghi nhận được trong cái quá trình thực hiện thì cũng không có nhiều, hiệu quả thì cao mà biến chứng thấp, thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà chúng ta sẽ hướng tới trong tương lai đối với những cái đơn vị mà chúng ta chưa có cái điều trị can thiệp mạch này. Và đối với những bệnh nhân mà xuất huyết tiêu hóa, phòng ngừa xuất huyết tiêu hóa cho bệnh lý tim mạch, thì xuất huyết tiêu hóa nó là một trong những cái nguyên nhân gây làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân tim mạch. Vì thế thì phía tim mạch rất là quan trọng vấn đề này. Thì vai trò của aspirin liều thấp trong dự phòng tiên phát của tim mạch thì ngày càng giảm thấp, và chúng ta chỉ sử dụng trong một số ít các cái hạn chế các cái trường hợp khi mà tính các cái bảng điểm về bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ tim mạch cao thì mới sử dụng thôi. Đối với những phòng ngừa về
thứ phát thì đối với có chia ra thành các cái nhóm bệnh nhân, như là bệnh nhân phải sử dụng kháng kết tập tiểu cầu kép hoặc là bệnh nhân có sử dụng kháng đông, thì chúng ta cũng phải đánh giá các cái bản điểm để mà đáp vì sai đáp hoặc là chát phát hoặc là các cái yếu tố về sức